thần cấp ở rể. chương 421 thì bắn súng nhanh. Nửa giờ sau trên sân luyện binh của đặc cảnh, thân đại tráng dẫn dắt tổng cộng 9 đội viên đặc chiến quân khu được ngụy Trang đứng thành đội ngũ hùng hổ. Thân đại tráng đứng trước đội ngũ, thờ ơi nhìn về hướng cửa lớn của sân luyện binh. Vù, Bạch Tinh đồng lái một chiếc xe cảnh sát chờ theo Diệp Vô Phong từ cửa lớn chạy tới. Diệp Vô Phong còn có chút buồn bực, sao lại đưa tôi tới đây? Có ý gì, khu quân đội đặc chiến, bạch tinh đồng nói tôi được lệnh đưa anh tới đây cụ thể để làm gì thì tôi cũng không rõ lắm két bạch tinh đồng dừng xe cách đội ngũ đặc chiến vài mét hai người rất nhanh bước xuống lạc viễn trinh và la hồ đều mỉm cười nhìn anh lạc viễn trinh vội vàng giới thiệu la hồ đây chính là diệp vô phong la hồ và diệp vô phong bắt tay tốt lắm chàng trai trẻ rất có tinh thần diệp vô phong cười tình hình hôm nay như thế nào La Hồ mỉm cười và nói, binh lính của tôi, thân đại tráng muốn khiêu chiến với cậu. Sao thế chàng trai trẻ, cậu có dám chiến đấu không? Diệp vô phong nhìn thân đại tráng đứng cạnh La Hồ đang chừng mắt nhìn mình, không khỏi cười nói, khiêu chiến. Tại sao tôi phải chiến đấu chứ? Audio điện tử võ tấn bền. Anh, thân đại tráng không ngờ Diệp vô phong lại nói vậy, hô hấp dồn dập chỉ thẳng Diệp vô phong, anh nhát gan quá rồi đấy. Sao lại không đồng ý? diệp vô phong mỉa mai không có dũng khí chỉ hẹn gặp nhau trên chiến trường luyện binh bình thường vẫn chỉ là huấn luyện mà thôi thân đại tráng nói nếu anh dám nói gặp trên chiến trường cũng chứng minh được trình độ quân sự đủ lợi hại được tôi tùy tiện chọn một binh sĩ so kỹ thuật bắn súng với anh có dám không diệp vô phong lắc đầu tại sao tôi phải so sánh với anh ta anh đó là vinh quang của những người lính thân đại tráng ưỡn ngực ngẩng cao đầu khí thế oai phong lẫm liệt, nếu anh không đồng ý lời khiêu chiến của chúng tôi, tôi sẽ coi thường anh. Diệp vô phong nhếch miệng cười, tôi không sợ anh khinh thường. La Hồ đứng cạnh thấy khí thế trầm ổn, không hề bị kích động của Diệp vô phong thì trong lòng không khỏi thầm tán dương, tốt lắm. Tuổi còn trẻ mà đã luyện được đến trình độ này, rất lợi hại. Lạc viễn trinh đối mặt với La Hồ, cả hai người đều không nói lời nào. Thân đại tráng nói, lẽ nào anh còn có điều kiện khác? diệp vô phong nói điều kiện tôi muốn e là anh không thể cho được thân đại tráng hiên ngang nói anh nói xem diệp vô phong nói nếu các anh thua thì sẽ thành đàn em của tôi thế nào ơ ờ, thân đại tráng do dự chuyện này tôi không làm chủ được đây là những chiến sĩ của tổ quốc diệp vô phong quay đầu bỏ đi bạch tinh đồng lại có chút nóng lòng muốn thử một phen đừng đi chứ tỉ thí với bọn họ đi la hồ đột nhiên nói chàng trai trẻ nếu như cậu thua cuộc thì sao? Cậu sẽ là người của thân đại tráng chứ? Diệp Vô Phong ngạo nghễ nói, tôi sẽ không thua cuộc. Thân đại tráng nói, anh thua cuộc rồi thì sẽ là người của tôi. Tôi sẽ đặc biệt chiêu tuyển anh vào quân đội. Diệp Vô Phong thản nhiên nói, anh thua cuộc thì làm đàn em của tôi mới công bằng hợp lý. Thân đại tráng nhìn về phía La Hồ, người phía sau trầm ngâm nói, việc này tôi không thể tùy tiện phê duyệt. Như vậy đi, tôi có thể đồng ý với cậu nếu như thân đại tráng thua, vậy thì khi ở Phụng Thiên có thể làm đàn em của cậu nhưng không thể tùy tiện rời khỏi Phụng Thiên cùng cậu. Diệp vô phong nhún vai, như vậy à, cũng được, nếu như đã vậy rồi thì nói đi, thì đấu về cái gì? Thân đại tráng nói, đầu tiên đấu với súng, bắn nhanh súng ngắn 100 m Súng trường bắn 600 m dựa vào thành tích phân thắng bại. Diệp vô phong nhìn trái phải, tôi không mang súng. Thân đại tráng nói, không thành vấn đề, trong này có súng, anh chọn cái nào cũng được." Diệp Vô Phong gật đầu, cầm lên rồi lại buông xuống vài khẩu súng của các chiến sĩ bên trong, không lâu sau đã chọn được một khẩu súng cho mình. Khi Diệp Vô Phong chọn súng, ánh mắt các chiến sĩ vẫn chăm chú nhìn theo. Với tư cách là quân nhân, bọn họ hiểu rõ vũ khí của mình nhất. Sau khi thấy Diệp Vô Phong đã chọn được súng, các chiến sĩ liền biết đây là một cao thủ am hiểu về súng. Một khẩu súng lục, một khẩu súng trường diệp vô phong vác một khẩu trên lưng tay cầm một khẩu đội trưởng thân chúng ta bắt đầu chứ thân đại tráng nói như tiểu mao bước ra khỏi hàng có như tiểu mao bước về phía trước một bước đứng thẳng người thô lỗ quát chiến sĩ như tiểu mao báo cáo đội trưởng xin chỉ thị thân đại tráng nói cậu có tự tin để thi bắn súng nhanh với anh ta không có lúc như tiểu mao nhìn về phía diệp vô phong thật sự mang dáng vẻ tự tin đầy tuyệt đối Tất cả các chiến sĩ của đội đặc chiến đều biết như tiểu Mao bắn súng nhanh nhất, ngay cả đội trưởng thân cũng chưa chắc có thể vượt qua anh ta. Trong cuộc thi quân sự của quân khu, khẩu súng lục của Ngưu Tiểu Mao đã giúp anh ta thành nhà vô địch. Hai người đứng cùng nhau, cách mục tiêu trăm mét, thân đại tráng gấp gáp hô chuẩn bị. Chờ đã, Diệp vô phong đột nhiên kêu lên một tiếng. Anh làm gì đó, thân đại tráng thiếu kiên nhẫn nhìn chầm chầm Diệp vô phong. Diệp vô phong nói, tôi còn phải thích nghi với khẩu súng này. Thích nghi như thế nào? Thân đại tráng đương nhiên hiểu được như tiểu mau đã quen với súng của mình. Diệp vô phong lại cầm một khẩu súng chưa từng được tiếp xúc, đúng là cần phải thích ứng một chút. Diệp vô phong nói, để tôi bắn hai phát là được rồi. Thân đại tráng gật đầu, chuẩn bị bia bắn. Lá cờ vừa phất lên thay cho bên kia trả lời, đã sẵn sàng. Diệp vô phong một tay giơ súng lên, khẽ nhắm mắt liền trực tiếp bóp cò, báo kết quả thân đại tráng ra lệnh một tiếng cờ phát hiệu cách đó trăm mét báo cáo bảy điểm như tiểu mao chớp chớp mắt chỉ được có bảy điểm thôi các chiến sĩ cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán bảy điểm tôi bắn vừa cũng đã tám điểm trở lên tôi bắn vừa cũng từ chín điểm trở lên có được không như tiểu mao thắng chắc rồi bằng tiếng bàn tán còn chưa dứt phát súng thứ hai của diệp vô phong lại vang lên báo kết quả tám điểm các thành viên của đội đặc chiến cùng nhìn thân đại tráng nở một nụ cười chế nhạo, có ý là đại đội đặc chiến của chúng ta cũng không thể nhận một binh lính như vậy được. Thử súng xong rồi chứ, sẵn sàng luôn đi, thân đại tráng sớm đã hết kiên nhẫn, lập tức bắt đầu chỉ huy. Diệp vô phong chậm chạp chuẩn bị nạp đạn xong lại cầm khẩu súng lục đó liếc về phía bia bắn cách đó 100 mét, ừm, có thể bắt đầu rồi. Thân đại tráng khan giọng nói, hôm nay bắn nhanh súng ngắn 100 mét, giới hạn 10 giây, tổng cộng 5 viên đạn. Sau khi bắt hết thời gian quy định sẽ xem kết quả. Rõ chưa? Như tiểu mau lớn tiếng hô lên, rõ. Diệp vô phong thản nhiên đáp lại, rõ. Chuẩn bị, bắt đầu. Thân đại tráng hô xong liền ấn đồng hồ bấm giờ. Hai người như tiểu mau và diệp vô phong không ngừng bắn, tấm bia bị bắn rung lên hồi. Trong lòng bàn tay của các đội viên đặc chiến đều đã đầy mồ hôi, như tiểu mau, đây chính là trận chiến vinh quang của đội đặc chiến chúng ta, anh nhất định phải giành chiến thắng. Lạc Viễn Trinh và La Hồ nhìn trận đấu như vậy chỉ cười khẽ, ai cũng cảm thấy so về trình độ bắn súng thì không thể nghi ngờ trình độ của chiến sĩ như Tiểu Mao. Anh ta luyện bắn súng mỗi ngày, ngay cả ăn ngủ đều cùng với khẩu súng. Như Tiểu Mao nhất định sẽ giành chiến thắng. chương 422 tiếp tục khiêu chiến. Hơn nữa, vừa rồi Diệp Vô Phong rõ ràng đã bắn được một lần 7 điểm, một lần 8 thành tích tệ nhất của Ngưu Tiểu Mao cũng là từ 9 điểm trở lên. Trong 10 giây bắn ra 5 viên đạn, còn phải bắn được thành tích tốt nhất, yêu cầu này cũng quá khắc nghiệt rồi. Báo kết quả, thân đại tráng hô to. Ở phía bên kia ngay lập tức vẫy cờ, bia thứ nhất, 49,5 điểm. Mọi người ở đây thấy được đều thở phào nhẹ nhõm, như tiểu mau phát huy không tồi. Cờ tiếp tục báo thành tích bia thứ hai, tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn, 49,9 điểm không phải chứ sao lại có thể thân đại tráng cũng sửng sốt khoảng hai giây sau anh ta mới đột nhiên quát báo lại không cam tâm diệp vô phong sao có thể có thành tích tốt vậy điều này quá sai rồi đầu bia bắn bên kia báo lại kết quả vẫn như cũ như tiểu mao bất chợt cúi đầu ánh mắt khó tin nhìn diệp vô phong lắc đầu như đang lẩm bẩm cái gì đó la hồ lớn tiếng nói thì bắn nhanh súng lục diệp vô phong thắng sau đó La Hồ nhìn về phía Thân Đại Tráng, "Tiếp theo thi súng trường, cậu có tự tin không?" Thân Đại Tráng cao giọng báo cáo chỉ huy, "Chúng tôi có tự tin sẽ giành chiến thắng." La Hồ nói, "Nếu như các cậu lại thua, e là Thân Đại Tráng sẽ trở thành đàn em của người ta." Thân Đại Tráng chớp mắt nói, "Không thể nào." "Vậy thì tốt, ai sẽ thi bắn súng trường với Diệp Vô Phong?" La Hồ thản nhiên nói thật ra nội tâm ông ta cũng vô cùng khiếp sợ, kỹ thuật bắn súng của Diệp Vô Phong có thể nói là một thiện xạ. Xa anh Hào, ra khỏi hàng, báo cáo đồng chí đại đội trưởng, xa anh Hào có. Một người đàn ông cơ thể cường tráng bước ra khỏi hàng, giống như hổ gào. Xa anh Hào, anh có tự tin bắn súng trường hay không? Thân đại tráng tiếp tục giận dữ với chiến sĩ của mình. Có, thanh âm của xa anh Hào hùng hồn, Diệp Vô Phong vẫn bắn thử hai phát súng như thường lệ, bắn được một lần 8 điểm một lần 9. Hình như tốt hơn nhiều so với lúc thử súng lục. Diệp Vô Phong, anh đã sẵn sàng chưa? Thân Đại Tráng hỏi thăm. Rồi, Diệp Vô Phong nạp đạn. Thân Đại Tráng gật đầu, hai người nghe cho rõ, thời gian 2 phút, đứng ở tư thế cầm súng. Trong thời gian quy định phải bắn xong 10 viên đạn, sau đó so thành thích. Được, Diệp Vô Phong chỉ gật một cái. Rõ, Sa anh hào lớn tiếng đồng ý. Chuẩn bị, bắt đầu, thân đại tráng hô to, đồng thời tay nắm chặt thành nắm đấm cổ vũ cho sa anh hào. Bằng, tiếng súng trường của Diệp vô phong vang lên. Sau phát súng đầu tiên sa anh hào cũng lập tức đuổi theo, bằng. Bằng bằng, nói là hai phút, thật ra hai người chỉ cần dùng một vài giây đều đã bắn xong toàn bộ. Về tốc độ mà nói, Diệp vô phong nhanh hơn khoảng một giây. Báo kết quả, thân đại tráng hô to. Bia thứ nhất, tổng cộng 98,6 điểm. Tiếp tục báo kết quả. Bia thứ hai, 99,3 điểm. Cái gì, lúc này thân đại tráng không cách nào bình tĩnh, Diệp Vô Phong lại bắn được thành tích 99,3 điểm chỉ với 10 viên đạn. Chẳng lẽ tên nhóc này luyện súng mỗi ngày sao? Bằng không sẽ không có kỹ thuật bắn súng điêu luyện như vậy. Các thành viên của đội đặc chiến người nào người nấy trợn mắt há hốc mồm, không phải chứ? Lại còn so với xa anh hào nữa chứ? anh ta rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Chàng trai trẻ, kiểu thành tích này quả thực có thể tham gia thế vận hội đó. La Hồ cũng rất kinh ngạc, phải biết rằng bắn liên tục 10 phát còn có thành tích tốt đến vậy cũng không phải mức mà xạ thủ bình thường có thể đạt tới. Diệp Vô Phong lắc đầu không ngừng, không rảnh tham gia. Sa Anh Hào nghe lại kết quả liền ngồi bệt xuống đất, ánh mắt cũng trở nên ngây dại, lẩm bẩm nói cái gì đó các thành viên trong đội đặc chiến lập tức thực hiện một động thái, chuẩn bị đỡ xa anh Hào đang bị chấn động mạnh nếu anh ta ngất xỉu. Thế nhưng ai cũng không dám cử động, phải giữ đội hình, chỉ huy vẫn còn đang ở đây. Sắc mặt thân đại tráng cũng cực kỳ khó coi, nhưng khi cậu ta nhìn thấy bộ dạng của xa anh Hào lại càng thêm tức giận xa anh Hào. Anh giống như một người phụ nữ vậy, anh đứng lên ngay cho tôi. Bạch tinh đồng hung dữ nhìn thân đại tráng, khinh bỉ biểu đôi môi xinh xắn hồng hào. Sa Anh Hào nghe vậy liền bật dậy, quay về hàng ngũ. Tất cả các thành viên của đội đặc chiến ném ánh mắt an ủi của họ về phía anh ta, nhưng không ai dám nói chuyện bừa bãi trong quân ngũ. Khi mọi người một lần nữa nhìn Diệp vô phong đều không thể tin được, kỹ thuật bắn súng của anh chàng này luyện bằng cách nào vậy? Mức độ nỗ lực luyện súng của Sa Anh Hào và Ngưu Tiểu Mau đều nổi tiếng trong toàn bộ đội đặc chiến. Bốp bốp, Bạch Tinh Đồng không sợ chuốc lấy hận thù mà trực tiếp vỗ tay đại đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm thiệu liên thành cũng không nhịn được mà vỗ tay cục trưởng cục công an lạc viễn trinh cũng gia nhập đội vỗ tay đam mỹ hát văn trải qua một cuộc so tài bắn súng cả đại đội đặc chiến đều cúi mặt song song với nền đất hừ thân đại tráng gào lên một tiếng hai tay nắm chặt thành quyền dơ cao lập tức sẵn sàng các thành viên trong đội đặc chiến không thể không hô lên lập tức sẵn sàng luôn luôn chiến đấu luôn luôn thắng lợi thân đại tráng xoay phải theo kiểu quân ngũ, đối mặt với Diệp Vô Phong, bây giờ tôi khiêu chiến công phu võ thuật với anh, xin chỉ giáo. Diệp Vô Phong cười khổ, các anh đã thua hai trận rồi, chẳng lẽ anh còn muốn 5 trận thắng được 3 trận sao? Thân đại tráng nói, 5 trận thắng 3 cũng không phải là không thể. La Hồ gật đầu, ừ. Nếu 5 trận thắng 3 trận thì đại đội đặc chiến còn có cơ hội quay về. Thân đại tráng ôm quyền với Diệp Vô Phong, tới đây diệp vô phong nói đùa đội trưởng thân nếu trận này tôi thắng thì hai trận sau không cần phải thi nữa đúng không thân đại tráng hơi do dự một chút à thì tôi thấy rằng vẫn tốt hơn so với chỉ đấu một trận hoàn chỉnh la hồ nói thật sự ông ta rất mong đợi về trình độ quân sự của diệp vô phong rốt của cậu ta có thể khiến tôi ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa đây khó trách người như du kinh hồng cũng có thể nhìn cậu ta với con mắt khác người này quả thật không tầm thường thân đại tráng làm nóng người tại chỗ, sau đó tinh thần phấn chấn, về dáng đứng tấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong. Kiểu ánh mắt này chỉ có thể gặp ở những người lính đã từng trải qua muôn vàn khó khăn. Diệp Vô Phong thản nhiên đứng thẳng người, không nhìn ra dáng vẻ chuẩn bị hoạt động chút nào. Sau đó anh cũng về thế đứng tấn, ngoắc tay với thân đại tráng, ý là có thể bắt đầu. Thật sự thì từ ánh mắt đến thân pháp của thân đại tráng Diệp Vô Phong cũng có thể nhìn ra anh ta là có sức lĩnh ngộ tuyệt đỉnh trong võ đạo. Trình độ hiện giờ đứng trong hàng bậc thầy ít nhất cũng phải từ trung cấp trở lên. Khó trách có thể trở thành đại đội trưởng đội đặc chiến, đương nhiên cũng không để lãng phí hư danh. Các đội viên đội đặc chiến cũng trợn to hai mắt chăm chú theo dõi trận chiến. Bọn họ đương nhiên có lòng tin với đại đội trưởng. Trong huấn luyện bình thường hay nhất là trong những trận chiến mô phỏng thì hoàn toàn không có mỗi đội viên nào có thể ra được ba chiêu dưới tay thân đại tráng. Bởi vậy các đội viên đặc chiến vô cùng sùng bái đội trưởng của bọn họ. Những người này đều biết rõ chỉ cần đại đội trưởng ra chiêu hết sức mình, bọn họ ngay cả một chiêu cũng sẽ không tiếp được. Nắm đấm của đại đội trưởng quá nặng. Chương 423, cùng lên nào. Bạch Tinh Đồng đứng bên cạnh Lạc Viễn Trinh, La Hồ và Thiệu Liên Thành, cô ta cũng rất chú ý đến trận chiến này. Cô ta biết bản lĩnh của Diệp Vô Phong vô cùng ghê gớm, bởi thế cô ta cũng muốn Diệp Vô Phong học được vài thứ từ thực chiến. Thân đại tráng tiến về trước một bước, cơ thể vô cùng linh hoạt, chuẩn bị ra quyền. Khoan đã, Diệp Vô Phong bỗng nhiên hô lên, đưa tay ngăn cản. Lại muốn làm gì nữa? Thân đại tráng rút lại công lực vừa ngưng tụ, hơi bất mãn. Diệp Vô Phong chỉ về phía Thiệu Liên Thành, anh có thể mời anh ta cùng đấu với tôi. Cái gì? Cậu kiêu ngạo quá rồi." Thân đại tráng tức giận nhìn Diệp Vô Phong. Thiệu Liên Thành chen qua đám đông đi ra, hướng về phía thân đại tráng nắn khớp tay vang lên rắc rắc xoay xoay cổ chân lắc lắc đầu trái lại tôi thấy vô cùng hứng thú với đề nghị của diệp vô phong đội trưởng thân hai người chúng ta cùng lên anh ta nhìn diệp vô phong nói mặc dù có tôi tham chiến nhưng chỉ cần hai người chúng tôi có thể đánh thắng cậu thì cũng xem như đại đội trưởng thân đã thắng trận này diệp vô phong gật đầu được thiệu liên thành cười nói với thân đại tráng đại đội trưởng thân lên nào Thân đại tráng tràn đầy lòng tin với năng lực của mình, đồng thời anh ta cũng biết rõ bản lĩnh của đại đội trưởng Thiệu Liên Thành, mặc dù kém hơn mình một chút nhưng đã đủ để đạt tới cảnh giới tông sư. Hai người thuộc cảnh giới tông sư cùng lên, nếu là một tiểu đội chiến đấu bình thường đã đủ để bị tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Vô Phong có thể chống đỡ được không? Anh ta nhìn Diệp Vô Phong, cười khẩy, là do cậu tự tìm đấy. Diệp Vô Phong gật đầu, lên đi. La Hồ và Lạc Viễn Trinh liếc nhìn nhau tràn đầy chờ mong vào trận đấu này, bọn họ chưa từng được chiêm ngưỡng lính mạnh nhất dưới chướng mình liên thủ tác chiến. Thiệu Liên Thành liên tục đá mấy cái bom bốp, tư thế vô cùng lưu loát. Đây chính là tư thế làm nóng người của anh ta. Tốt lắm, những nội viên khác cũng tinh mắt, nhìn thấy Thiệu Liên Thành thể hiện liền biết Thiệu Liên Thành vô cùng mạnh, không thua kém đại đội trưởng nhà mình bao nhiêu. Thân Đại Tráng nói, thứ tôi học chính là bát cực quyền tổ truyền bát cực quyền xem trọng nhất là tư thế tấn công trực diện mạnh mẽ và bất ngờ, dùng chính sức mạnh của bản thân đánh bại đối phương. Diệp vô phong, cậu phải tập trung cao độ đấy. Diệp vô phong khẽ gật đầu, đã hiểu. Thiệu liên thành nói, tôi học bát quái trưởng, lại chắt lọc phần tinh hoa của bát quái trưởng thêm vào quân thể quyền, cho nên chiêu thức của tôi có thể hơi kỳ quái. Diệp vô phong mỉm cười, không sao cả. Ha, à, bước di chuyển của Thiệu liên thành trôi chảy trưởng pháp biến hóa áp sát về phía diệp vô phong nhưng khi đã tiếp cận được diệp vô phong thiệu liên thành đung đưa tay rồi bất ngờ rút tay về xoay người tung chân đá về phía diệp vô phong thế mà lại là chiêu hố chân a à, thân đại tráng cũng hét to tấn công trực diện áp sát bằng thế võ bát cực quyền mạnh mẽ xông thẳng về phía diệp vô phong bị hai đại cao thủ tấn công tình cảnh của diệp vô phong hẳn là rất nguy hiểm đó chính là kết quả mà mọi tất cả những người có mặt suy đoán. Nhưng Diệp Vô Phong tránh đối đầu trực diện với chiêu thăm dò từ thân đại tráng, cũng không tiếp chiêu Thiệu Liên Thành mà linh hoạt xoay người lùi về sau hai bước làm chiêu thức hai người kia tung ra xem như không. Hai người đồng loạt tiến lên tiếp tục chiếm uy thế, tiếp tục thực hiện thế tấn công mạnh mẽ. Bốp bốp bốp, cuối cùng Diệp Vô Phong cũng bị ép phải tiếp chiêu, âm thanh quyền cước va chạm nhau không ngừng vang lên bên tai. Wow! Đám đội viên đặc chiến quả thật không nỡ chớp mắt, bởi vì Diệp Vô Phong dùng hai tay đấu với bốn tay của đối phương. Hơn nữa, động tác trong quá trình đỡ đòn có bài bản hẳn hoi, chiêu thức rõ ràng. Mặc dù có thể nhận ra những chiêu thức mà Diệp Vô Phong dùng đều là võ thuật truyền thống nhưng khi Diệp Vô Phong sử dụng lại có sự thay đổi, trong mắt các chiến sĩ lại thành nửa nạc nửa mỡ. Bạch Tinh đồng tập trung quan sát, Diệp Vô Phong ra chiêu dở dở ương ương như thế, rõ ràng vận dụng chiêu thức một cách ảo diệu, khéo léo, linh hoạt. Như cái câu khá phổ biến để nói chính là đánh đại thắng đánh chiêu. đạt đến cảnh giới thế này là khi tinh hoa võ thuật truyền thống đã được ghi tạc trong lòng, được rèn luyện dung hợp tạo thành thói quen, trở thành phản ứng trong vô thức. Cảnh tượng ba người đánh nhau vô cùng ngoạn mục, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, bóng người chớp lé liên tục, thể hiện toàn bộ sức mạnh tuyệt đỉnh của bọn họ. Vô thức đã hơn trăm chiêu thân pháp của bọn họ vẫn giữ tốc độ nhanh đến khó tin, trong từng chiêu thức được tung ra mang theo kình lực lan ra xung quanh, cũng chính là khí thế to lớn tạo ra cơn lốc thổi ra xung quanh. Bao gồm cả Lạc Viễn Trinh và La Hồ cũng nhìn đến say mê, bọn họ cũng vô cùng thán phục đối với việc Diệp Vô Phong có thể trọi lại sự tấn công từ hai đại cao thủ. Hừ, thân đại tráng ỉ vào sức lực trời sinh của mình, dùng bả vai đẩy vào Diệp Vô Phong. Thế mà lần này Diệp Vô Phong không tiếp tục trốn tránh nữa, trái lại còn dùng bả vai đáp trả. Quỳnh, một tiếng động lớn vang lên, hai người va chạm vào nhau, chấn động đến mức không khí xung quanh xuất hiện một vòng gợn sóng mỏng. Tiếp, thiệu liên thành nhân lúc Diệp Vô Phong và thân đại tráng va chạm với nhau, tung ra một quyền vào giữa lưng Diệp Vô Phong. Chết, bạch tinh đồng giật mình, lúc này Diệp Vô Phong vừa mới va chạm với thân đại tráng, chỉ sợ cơ thể không kịp phản xạ nếu đòn này của thiệu liên thành đánh chúng vào lưng hậu quả chắc chắn nghiêm trọng xoạt 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 thân đại tráng bị hút mạnh phải lùi lại liền tù tì ba bước cùng lúc đó diệp vô phong nhào người về trước giống như mọc mắt sau lưng cứ thế thuận lợi tránh khỏi đòn đánh từ thiệu liên thành cũng lúc này diệp vô phong thay đổi chiêu thức cúi người xuống thấp trở thành một trọi một với thiệu liên thành a à, thiệu liên thành linh hoạt xoay chân đá ngang thật mạnh về phía diệp vô phong Nửa người trên của Diệp Vô Phong bất ngờ nhoáng lên, hai tay chuẩn xác bắt lấy cổ chân phải của Thiệu Liên Thành, lập tức vặn ngược xuống đất rồi dùng sức hất ngược lên. "Hả?" Thiệu Liên Thành kinh hãi, anh ta cảm thấy trên cổ chân phải của mình truyền đến sức mạnh khống chế không cách nào kháng cự được. Trong lúc rối loạn, Thiệu Liên Thành dùng sức của bắp đùi làm cả thân thể xoay tròn theo chiều vặn của Diệp Vô Phong. Nhưng Diệp Vô Phong lại hất tay lên, làm Thiệu Liên Thành xoay người lên như cánh quạt xoay một vòng tròn khá lớn rồi té lăn trên đất mặc dù khi thiệu liên thành tiếp đất có dùng sức lực ở hai tay để chống đỡ trên mặt đất nhưng anh ta vẫn bị ngã đến mức đầu óc choáng váng chỉ cảm thấy trong lồng ngực trong bụng là mùi máu tanh cuộn lên cổ họng ngòn ngọt anh ta lập tức nín thở chuẩn bị bật người dậy nhưng diệp vô phong linh hoạt như báo săn nhanh chóng nhào tới đầu gối vững vàng chống trước lồng ngực thiệu liên thành vung quyền đấm vào mặt thiệu liên thành Xẹt, đội viên đội đặc chiến đồng loạt giật mình, nếu cú này đánh trúng mặt, với sức lực của Diệp Vô Phong, chỉ e đội trưởng Thiệu mặt nở hoa, đến cả mẹ ông cũng không chắc nhận ra. La Hồ cũng vô cùng kinh ngạc, chiêu vừa rồi của Diệp Vô Phong quá mạnh. Trong cảm nhận của La Hồ hình như Diệp Vô Phong còn mạnh hơn mấy bậc, chỉ có thể mặc cho Diệp Vô Phong muốn làm gì thì làm. Dừng tay, Bạch Tinh Đồng hét lên, cô ta cảm thấy nếu như cô ta lên tiếng can ngăn Diệp Vô Phong quá trễ chỉ sợ mặt thiệu liên thành thật sự sẽ nở hoa. Diệp vô phong khống chế lực tay, ngay khi nắm đấm sắp đánh chúng vào mặt thiệu liên thành thì bỗng nhiên dừng lại, động tác hoàn toàn dừng lại. Từ tốc độ cực nhanh biến thành chứng lại, mọi thứ gần như vô cùng tự nhiên. chương 424, cấp dưới tạm thời. Hay, thân đại tráng nhìn thấy thiệu liên thành gặp rắc rối, vội vàng xông đến, cú đá được tung ra, nhắm vào bên hông diệp vô phong. Ôi, đội viên đội đặc trùng nhìn thấy thân đại tráng tung chiêu này cũng không kiềm được toát mồ hôi thay diệp vô phong bởi vì tất cả bọn họ đều biết mỗi khi đại đội trưởng thân dùng đến tuyệt chiêu này thì gần như đều có thể khiến đối thủ bị thương nặng mà bây giờ diệp vô phong đang quỳ một gối trên người thiệu liên thành đưa lưng về phía thân đại tráng cho dù diệp vô phong có kịp phản ứng đi nữa nhưng ở tư thế thấp hơn như vậy chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thòi lạc viễn trinh giật cả mình ngay khi vừa định mở miệng ngăn cản thì la hồ lại khoát tay ra hiệu ông ấy không cần phải lo lắng đương nhiên bạch tinh đồng cũng lo lắng thay cho diệp vô phong chiêu này của thân đại tráng quá mạnh cô ta không tự chủ được siết chặt nắm tay suốt cuộc diệp vô phong sẽ đối phó như thế nào tất cả mọi người đều rửa mắt mong chờ diệp vô phong không tiếp tục tấn công thiệu liên thành nữa anh bất ngờ nhào người về phía bên trái hai chân đưa lên đỡ cú đá của thân đại tráng đang vung tới giữa chừng hơn nữa Diệp Vô Phong còn dùng tư thế ô long giảo trụ khống chế chân phải mà thân đại tráng đá tới. Sau khi hai chân Diệp Vô Phong co lại đan nhau như hình cây kéo kẹp lấy chân phải của thân đại tráng thì bất ngờ xoay eo. Thịch, thân đại tráng và Diệp Vô Phong tạo thành tư thế bốn chân sen lẫn vào nhau ngã trên mặt đất. Wow, trước giờ đội viên đội đặc trùng không hề biết rằng lại có thể sử dụng cách này để khống chế chiêu đá ngang của đại đội trưởng nhà mình. Sau khi hai người ngã ra đất, bốn chân vẫn quấn lấy nhau đến lúc này chỉ có một trong hai bên có sức lực lớn hơn mới chiếm được thế thượng phong đây chính là đạo lý mà ai cũng biết thân đại tráng vốn cho là bản thân trời sinh khỏe mạnh nếu diệp vô phong đã dám quấn lấy mình như thế thì có thể thừa cơ dùng sức mạnh chế phục diệp vô phong ai ngờ ngay khi cậu ta đang liên tục dồn sức vào chân mình thì lại nhận ra sức phản kháng của diệp vô phong đã lớn đến mức cậu ta không thể khống chế được hừ thân đại tráng chỉ cảm thấy hai chân diệp vô phong như được đúc bằng sắt, cậu ta không cách nào khiến chân diệp vô phong mảy may lơi lỏng, trái là còn bị chân của diệp vô phong kẹp lại, không thể động đậy. Cùng lúc đó, chân phải diệp vô phong kẹp chặt ở bụng dưới thân đại tráng, làm cậu ta dù muốn xoay người bật dậy cũng không thể. Hai người cứ thế kiềm chế lẫn nhau, đều cố sức như nhau nhưng đều không động đậy nổi. Thiệu liên thành xoay người ngồi dậy, thấy hai người đang quấn lấy nhau cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ, thân đại tráng nói, đội trưởng Thiệu, ra tay đi. Thiệu liên thành cười khổ lắc đầu, tôi thua rồi, nếu như không phải Diệp vô phong dơ cao đánh khẽ thì tôi chắc đã bị đánh tới bất tỉnh. Cho nên bây giờ tôi không thể ra tay được. Bạch tinh đồng nghe thế, trong lòng thầm khen ngợi, tính ra Thiệu liên thành cũng là một người quang minh lỗi lạc. Diệp vô phong bỗng nhiên nói, đại đội trưởng thân, nếu như tôi vận thêm tí sức thì chân phải của anh sẽ gãy đấy. Thân đại tráng cao mày, nói, đừng huynh hoang diệp vô phong bỗng nhiên nghiến răng lực trên chân cũng đột nhiên mạnh hơn a à, ối diệp vô phong dừng lại ấy không chân thân đại tráng chỉ cảm thấy chân truyền đến cảm giác đau đớn đúng là đau đớn thấu xương mà nếu như diệp vô phong dồn thêm tí sức thì hẳn chân mình chắc chắn sẽ gãy bây giờ cậu ta không dám hoài nghi gì nữa diệp vô phong bỗng nhiên thả lỏng chân thân đại tráng cảm thấy lực khống chế giảm đi hẳn thở ra một hơi sau lại liên tục thở dốc vừa nãy khi vật lộn với diệp vô phong cậu ta đã dùng hết sức mình hai người đồng loạt bật người dậy nhìn nhau cười cười thiệu liên thành nói diệp vô phong khá lắm đấy diệp vô phong nói hai vị cũng không kém thân đại tráng cảm thán diệp vô phong tôi phục ngón nghề này của anh luyện thế nào mà ra vậy quá ghê gớm làm quân nhân thua thì là thua có thể thản nhiên chấp nhận điều này cũng tỏ rõ thân đại tráng cũng là một nam tử hán lỗi lạc ha ha tốt lắm trận luận võ này cả tôi cũng được mở mang tầm mắt diệp vô phong cậu khá lắm đấy đại tráng này xem ra giấc mộng để diệp vô phong gia nhập dưới trướng coi bộ khó thế này đi trong trận chiến đối đầu với hồ quý và âu dương tất thùng lần tới cứ để diệp vô phong làm chỉ huy tất cả mọi người không có ý kiến gì chứ thân đại tráng không phục nhưng thưa tư lệnh đấu võ thắng là một chuyện nhưng làm chỉ huy trong một cuộc chiến thật sự cần phải có kiến thức chuyên nghiệp, không phải cứ có thực lực giỏi thì có thể chỉ huy giỏi. La Hồ nhìn về phía Diệp Vô Phong, thế nào? Cậu cảm thấy mình có thể đảm nhiệm không? Diệp Vô Phong lắc đầu, thật ra tôi cảm thấy cho dù là đại đội trưởng thân hay đại đội trưởng thiệu thì đều là chỉ huy rất lợi hại. Hơn nữa bọn họ đều hiểu rõ tường tận mỗi chiến sĩ dưới trướng của mình. Như thế mới có thể chỉ huy càng thuận lợi. Tư lệnh la, tôi thấy ông đừng nên để tôi chịu tội la hồ còn chưa lên tiếng thì bạch tinh đồng đã tiếp lời trái lại tôi cảm thấy diệp vô phong làm tổng chỉ huy vô cùng thích hợp lạc viễn trinh gật đầu ừ đã thế thì diệp vô phong tôi thấy cậu đừng nên từ chối nữa la hồ nhìn về phía thiệu liên thành và thân đại tráng hai người còn ý kiến gì không tôi thật sự muốn lắng nghe thêm thân đại tráng nói tôi có thể phục tùng mệnh lệnh của diệp vô phong thiệu liên thành nghiêm túc nói tôi thuộc đội đặc công nhất định phải phục tùng mệnh lệnh Lạc Viễn Trinh bỗng nhiên nói, tôi thật sự rất muốn biết, đại đội trưởng thân, sau hai đợt luận võ liệu cậu còn trò gì mới nữa không? Thân đại tráng xấu hổ, nhếch miệng, à, nhóm đặc nhiệm chỉ luyện chặt gạch đơn giản và chạy việt giã vác nặng. Ồ, Lạc Viễn Trinh cười, đã thế sao không so đấu đến cùng xem sao, để mọi người được mở mang tầm mắt. Ông ấy và La Hồ đều biết Du Kinh Hồng rất xem trọng Diệp Vô Phong, cũng không biết thân phận thật sự của Diệp Vô Phong là gì. Bởi vậy, bọn họ càng mong Diệp vô phong phô bày hết bản lĩnh của mình, thế mới có thể phát huy được hiệu quả trên chiến trường. Diệp vô phong lắc đầu, nói thế thì không cần đấu nữa đâu nhỉ. La Hồ cười nói, thằng nhóc cậu đã làm lính của bọn tôi ỉu siêu ảo não như thế, sao có thể không đấu tiếp được. Nhưng cậu đừng quá lo lắng, chúng tôi đã thừa nhận là cậu thắng. Tương lai khi ở Phụng Thiên, thân đại tráng chính là cấp dưới của cậu. Có điều, công việc bình thường mà cậu ta phải làm thì vẫn phải làm, chỉ có thể bớt chút thời gian làm, cấp dưới tạm thời của cậu, ha ha ha. Thân đại tráng vô cùng xấu hổ, Diệp vô phong cau mày nói, cấp dưới tạm thời. La Hồ gật đầu, đúng thế, chỉ khi thân đại tráng hoàn thành nhiệm vụ của bên đội đặc công mới có thể làm cấp dưới chính thức của cậu. Đương nhiên là hai việc này không có mâu thuẫn gì với nhau cả, trước mắt hoàn toàn nhất trí. Được thôi, chặt gạch, diệp vô phong vừa đáp ứng thì đội viên đội đặc nhiệm lập tức đem đến hai chồng gạch đặt trước mặt diệp vô phong thân đại tráng nói diệp vô phong anh chọn một chồng đi diệp vô phong tùy ý nói chọn chồng ở gần tôi nhất đi anh nói xem chúng ta so tài thế nào đây thạch thiết đản rời hàng thân đại tráng quát to thạch thiết đản báo cáo đại đội trưởng xin chỉ thị thạch thiết đản là một chiến sĩ có làn da ngăm đen trông cao to cường tráng võ mà thạch thiết đản luyện là ngạnh khí công. Thân đại tráng giới thiệu, một chồng gạch này tổng cộng có 10 viên, cậu ấy có thể bổ gãy trong một lần. chương 425, mắt có vấn đề. À, Diệp vô phong nhìn hai chồng gạch, thạch thiết đản, cậu muốn một lần bổ vỡ nát toàn bộ hay là bổ vỡ làm hai? Thạch thiết đản tỏ vẻ xấu hổ, nói tôi chỉ có thể bổ toàn bộ 10 viên gạch gãy làm đôi, vẫn chưa thể bổ vỡ nát được. Diệp vô phong mỉm cười gật đầu, được vậy hãy để tôi được mở mang tầm mắt. Thân đại tráng vô cùng tự tin, thiết đản, thể hiện năng lực thật sự của mình đi nào. Vâng, đại đội trưởng yên tâm, thạch thiết đản đi đến trước một chồng gạch, hít sâu một hơi rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể, sau đó chậm rãi thở ra, điều hòa hô hấp, nắm chặt hai nắm tay, khi đã đủ lực thì chậm rãi nghiêng người về trước, trông vô cùng mạnh mẽ. Tiếp đến cậu ta chậm rãi nâng tay phải lên, hướng tay từ trên xuống dưới, bổ giả một lần, sau đó lại giơ tay lên lần nữa, trên cánh tay dường như đã tập hợp tất cả sức lực toàn thân. Bàn tay của cậu ta chuyển động trong không khí. Sau đó, trong tiếng hét vang, ha, bàn tay phải nhanh như chớp bổ vào mặt trên trồng gạch. Bốp, cộp cộp cộp, 10 viên gạch hoàn toàn bị vỡ đôi, nằm rải rác trên mặt đất. Tốt lắm, đội viên đội đặc nhiệm hân hoan vỗ tay. Thân đại tráng cũng vô cùng vui mừng, vỗ tay theo. La Hồ khẽ gật đầu, liên tục nói không tệ ngạnh công này lợi hại đấy lạc viễn trinh dùng ánh mắt khiêu khích nhìn diệp vô phong nếu như cậu có thể làm được thì xem như cậu thắng thân đại tráng gật đầu đúng chỉ cần cậu làm theo được là được rồi bạch tinh đồng hừ lạnh chỉ thế à đơn giản quá đi thân đại tráng trợn mắt chừng cô ta cảnh sát bạch cô cũng đừng xem thường chuyện bổ gạch đơn giản này cần phải luyện được ngạnh khí công đến một cảnh giới nhất định mới có thể thoải mái khống chế sức mạnh một cách chính xác được khiến mỗi một viên gạch đều có thể chịu được một lực nhất định nếu không sẽ chỉ có thể làm vỡ được mấy viên gạch ở bên trên còn bên dưới thì không thể diệp vô phong đứng trước trồng gạch được đặt trước mặt mình đi vòng quanh hai vòng giống như đang chọn góc nào để bổ gạch hành động này của anh lập tức thu hút ánh mắt của mọi người mọi người cũng yên tĩnh trở lại ngay chuẩn bị quan sát xem diệp vô phong sẽ vận lực như thế nào bổ xuống như thế nào diệp vô phong đặt bàn tay ở trên bề mặt viên gạch trên cùng nhắm mắt lại giống như đang vận sức sau đó anh bất thở hít vào một thật mạnh ha bàn tay cứ đặt trên viên gạch trên cùng dùng sức nhấn xuống một cái sau đó anh thả lỏng tay đứng lên cười ha ha thật xin lỗi tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi thân đại tráng bực tức nói anh còn chưa bổ một cái nào mà diệp vô phong anh biết bản thân không làm được nên không thèm bổ thử đấy à thiệu liên thành cũng cười đại đội trưởng thân cậu có nghĩ cho dù là ai cũng không thể là một người toàn năng không cho nên là mặc dù bản lĩnh của diệp vô phong tuyệt đỉnh nhưng không bổ gạch được cũng đâu tính là mất mặt lạc viễn trinh gật đầu ừ đúng đấy cách bổ gạch này đúng thật cần thời gian dài để luyện tập la hồ đắc y nháy mắt mấy cái diệp vô phong lúc đầu tôi cứ cho rằng cậu là siêu cấp cao thủ toàn năng không ngờ là thạch thiết đầu bổ gạch một cái thôi đã làm khó được cậu ha ha Tôi nói rồi mà, bất kể là ai cũng không thể nào hoàn mỹ được. Cho nên, cậu không cần phải đau buồn chi hết, lỡ thua một lần cũng không phải chuyện gì lớn lao. Bạch tinh đồng hừ khẽ một tiếng, trợn mắt nhìn bọn họ. Thạch thiết đàn lập tức cảm thấy nở mũi, bắt đầu cười ngốc. Thân đại tráng nhìn bạch tinh đồng, cảnh sát bạch, cô không phục sao. Nếu không thì cô thử xem. Bạch tinh đồng đi đến trồng gạch đặt trước mặt Diệp vô phong, cẩn thận ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi, các vị cao thủ thân mến, mắt của mấy người thật sự có vấn đề rồi. Hả, tất cả mọi người đều sướng sờ, kinh ngạc nhìn bạch tinh đồng. Cô nói cái gì chứ? Thân đại tráng tiến về trước, vươn tay chuẩn bị cầm lấy một viên gạch trên cùng lên thử. Đừng có sờ vào, bạch tinh đồng cảnh cáo. Ơ, ờ, thân đại tráng lỡ tay chạm chúng, cả một chồng gạch 10 viên cứ thế, cứ thế, vỡ nát vụn. Thân đại tráng nháy nháy mắt mấy cái liền, còn tưởng là mình nhìn lầm ơ. Chuyện này, chuyện này sao có thể? Thạch thiết đản đang cười ngốc, nụ cười trên mặt cứng đờ, hả? Vỡ, vỡ vụn, ôi giời ơi! Chuyện này sao có thể xảy ra được? Chẳng lẽ là Diệp vô phong vỗ một phát nát bét à? Nhưng vừa nãy anh ta chỉ ấn xuống có một cái thôi mà. Việc này khiến sắc mặt của Lạc Viễn Trinh lẫn la hồ trở nên khó coi, xấu hổ vô cùng. Diệp vô phong ôm tay đứng bên cạnh, gương mặt đầy nét cười nhưng gương mặt cười của anh trong mắt người khác lại giống như tràn đầy sự diễu cợt đội viên đội đặc nhiệm đồng loạt hít vào một hơi cảnh giới mà thạch thiết đản không thể đạt đến diệp vô phong thì làm được hơn nữa khi diệp vô phong vận lực cũng đâu có màu mè như thạch thiết đản nhìn vô cùng thoải mái điều này có thể cho thấy rõ rằng diệp vô phong hơn thạch thiết đản không chỉ một ít bạch tinh đồng nói anh xem đi tôi đã bảo anh đừng sờ vào anh cứ nhất định phải sờ vào tất cả gạch đều rơi rất tùm lum hết rồi chỉ có cô ta biết đến tảng đá mà Diệp vô phong còn đập cho nát như thì nói gì là gạch thân đại tráng sửng sốt sau đó đi đến trước mặt Diệp vô phong chắp tay nói Diệp vô phong tôi phục công phu của anh đúng thật rất lợi hại nhưng mà tôi vẫn không phục năng lực chỉ huy của anh Diệp vô phong cười ha ha vậy lần so đấu hôm nay cứ kết thúc ở đây đi thân đại tráng thoáng nhìn về phía La Hồ La Hồ lắc đầu, như thế sao được? Còn một mục thi đấu mà, chạy vác nặng. Thân đại tráng nhìn về phía đội của mình, hỏi to, ai đến ứng chiến? Bộp, một chiến sĩ có dáng người cường tráng bước ra khỏi hàng, báo cáo đại đội trưởng, trung úy đội đặc nhiệm Hồ Chí Viễn báo cáo. Xin chỉ thị. Hồ Chí Viễn chạy vác nặng, cậu là người có thành tích nổi bật nhất trong đội đặc nhiệm chúng ta, cậu muốn đối đầu với cao thủ như Diệp Vô Phong, cậu có lòng tin không? Giọng điệu lần này của thân đại tráng rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Đương nhiên là tôi có lòng tin, đại đội trưởng, như anh đã biết, thành tích chạy vác nặng 150 kg của tôi là 1000m trong vòng 3 phút 45 giây. Hồ Chí Viễn tràn đầy tự tin nhìn về phía Diệp Vô Phong, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Vô Phong cười khổ, chạy vác nặng, khụ khụ, hay là khỏi thi được không? Thân đại tráng cảm thấy có thể Diệp Vô Phong đang e sợ, không nhịn được cười nói, nếu mà không thi thì cứ xem như anh đã nhận thua." Hồ Chí Viễn hướng ngực ngẩng đầu, đại đội trưởng nói đúng. Diệp Vô Phong cười nhạt, "Đại đội trưởng thân, đây là anh ép tôi. Chờ chút nữa anh bạn chiến sĩ này của anh có tổn thương thì không trách được tôi đâu đấy." Đấu võ mà thôi, sao mà tổn thương gì được, tới nào, chạy vác nặng 150 kg, giúp họ vác lên đi." Thân đại tráng lớn tiếng ra lệnh, lập tức có bốn chiến sĩ đội đặc nhiệm chia nhau cầm trang bị chạy vác nặng tới diệp vô phong anh tùy ý chọn một bộ trang bị trong hai bộ đi thân đại tráng nói trọng lượng của hai bộ trang bị là như nhau chắc chắn không có gì khác biệt diệp vô phong nói thế thì chọn bộ gần tôi nhất vậy thế là anh và hồ chí viễn mặc lên trang bị chạy vác nặng sau đó thân đại tráng lấy súng ngắn của mình ra vào chỗ chuẩn bị chạy sau khi hai người vọt đi thân đại tráng lại hét to, nhớ kỹ, chạy 5 vòng quanh thao trường là đủ, giới hạn 1.000 mét. Hai người đều cắm đầu chạy về trước, cũng không biết bọn họ có nghe rõ lời thân đại tráng nói hay không. Audio điện tử võ tấn bền chương 426 kéo xuống nước Ở vòng đầu tiên, cả hai chạy gần như ngang nhau, khó có thể nhận ra ai bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên khi Hồ Chí Viễn chạy, trông anh ta có vẻ chật vật hơn nhiều so với Diệp Vô Phong, còn Diệp Vô Phong rõ ràng nhìn nhẹ nhàng hơn. Nhưng các thành viên đội đặc nhiệm vẫn đồng lòng hét, "Hồ Chí Viễn, cố lên." Ngược lại, Diệp Vô Phong lại không có cổ động viên nào. Khi chạy đến vòng thứ hai, rốt cuộc Hồ Chí Viễn cũng chỉ còn sự cố gắng chống chọi, tốc độ của anh ta đã trở nên chậm hơn rõ rệt. Dù sao thì 150 ký mang trên người cũng là cố gắng hết sức mới chống đỡ nổi. Diệp Vô Phong cũng mang theo những thứ này nhưng đôi chân của anh giống như cỗ máy có thể hoạt động vĩnh viễn, có sức mạnh vô tận, vẫn luôn nhẹ nhàng như lúc ban đầu. Mới đi được nửa vòng thứ tư, Diệp Vô Phong đã bỏ xa Hồ Chí Viễn tới nửa vòng. Anh bỗng hét lớn với Hồ Chí Viễn, bây giờ tôi bắt đầu chạy nước rút đây. Hồ Chí Viễn kiệt sức nhưng vẫn không dám bỏ cuộc, nghiến răng kiên trì chạy. Nhưng mà, Diệp Vô Phong chạy nước rút có mạnh mẽ quá không vậy? Đó gần như là chạy nước rút 100 mét rồi một bên là đồng đội đang cổ vũ cho Hồ Chí Viễn, bên kia là màn chạy nước rút của Diệp Vô Phong, quá táo bạo, ngạo nghễ và khí phách. Hồ Chí Viễn đã bị bỏ xa ít nhất 50 mét, và quãng đường đó vẫn đang dần tăng lên. Hồ Chí Viễn, anh yếu đuối quá mức như vậy sao? Mau sông lên đi. Hồ Chí Viễn, cố gắng lên. Sông lên, Hồ Chí Viễn. Mau. Cùng sự khích lệ của đồng đội, Hồ Chí Viễn dồn hết sức lực, nhìn bóng lưng của Diệp Vô Phong, liều mạng lao về phía trước. Nhưng trong mắt người ngoài, Hồ Chí Viễn càng ngày càng cách xa Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong chạy phía trước giống như một ngọn núi lớn khiến cho Hồ Chí Viễn không thể vượt qua. Khi Diệp Vô Phong chạy, bước chân vẫn rất nhẹ nhàng, sau khi băng qua vạch đích, anh gỡ trang bị xuống, sau đó thoải mái vươn vai toàn thân, thi thoảng lại liếc nhìn Hồ Chí Viễn vẫn đang chạy nước rút. Tất cả khán giả đều biết kết quả đã được định đoạt, trong lòng những người ở lữ đoàn quân đặc công là phiền muộn nhất. Dù sao, thất bại của Hồ Chí Viễn cũng đại diện cho sự thất bại hoàn toàn của lữ đoàn quân đặc công. Sau năm trận thắng liên tiếp lại có thể bị thua cuộc. Đây cũng là một đòn tâm lý rất lớn đối với các chiến sĩ của lữ đoàn quân đặc công. Trong vòng đua cuối cùng, Hồ Chí Viễn đã cố gắng hết sức và chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cuối cùng, sau khi vượt qua vạch đích, Hồ Chí Viễn chịu cú đả kích khiến anh ta ngã xuống đất và ngất xỉu, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Hồ Chí Viễn, anh bị làm sao vậy? Đội đặc công rốt cuộc không nhịn được, vội vàng tiến lên kiểm tra. Thân đại tráng nói, không sao, có lẽ là vừa mới kiệt sức, nên đỡ cậu ta đứng dậy đi vài bước. Diệp vô phong, đi với chúng tôi. La Hồ vẫy Diệp vô phong. Thấy vậy, Diệp vô phong liền đi theo bọn họ đến văn phòng của đội cảnh sát đặc nhiệm. Đội trưởng Thiệu Liên Thành vội vàng ra lệnh cho một viên cảnh sát đi rót trà được rồi chàng trai tài giỏi la hồ giơ ngón tay cái lên cho diệp vô phong tôi có một ý tưởng thế này tôi muốn thuê cậu làm huấn luyện viên cho đội đặc công của chúng tôi cậu nghĩ sao diệp vô phong lắc đầu xin lỗi tôi không rảnh anh bạch tinh đồng trừng mắt nhìn anh trong lòng thầm nghĩ chỉ huy la đích thân mời anh ta mà anh ta lại từ chối như vậy có phải quá nhanh rồi không la hồ lúng túng cười thôi được vậy tiếp theo phụng thiên sẽ có một trận chiến vô cùng ác liệt lúc đối đầu với hồ quý và âu dương tất tùng tôi mời cậu làm chỉ huy cậu sẽ không từ chối chứ diệp vô phong lại lắc đầu chỉ huy có ông và cục trưởng lạc rồi cho nên tôi sẽ không tham gia dù sao một quân nhân như tôi cũng chỉ thích hợp xuất hiện trên chiến trường mà thôi ánh mắt thân đại tráng lóe lên cậu ta gật đầu tới giờ phút này cậu ta lại càng kính nể diệp vô phong hơn nữa bạch tinh đồng nói tại sao anh không tham gia chỉ huy Diệp Vô Phong nói, cô không tin tưởng sự chỉ huy của Cục trưởng Lạc và La Hồ sao? Bạch Tinh Đồng nói, tất nhiên là tôi tin, nhưng hai chuyện này không giống nhau. Đối với những tên tội phạm quốc tế như Hồ Quý và Âu Dương Tất Tùng, có lẽ anh sẽ hiểu rõ chúng hơn bọn họ. Có lẽ anh ấy sẽ hiểu rõ hơn. Lạc Viễn Trinh và La Hồ đồng loạt nhìn Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng. Thân Đại Tráng và Thiệu Liên Thành cũng nhìn Diệp Vô Phong, trong lòng tự hỏi, rốt cuộc anh ta là ai? diệp vô phong nói khi tôi đi du học tôi có biết một người trong số họ tuy nhiên không có chuyện tôi hiểu rõ hơn về họ cho nên tôi vẫn muốn chấp hành theo mệnh lệnh của la hồ và cục trưởng lạc diệp vô phong không muốn quá nổi bật trước mặt những người này anh chỉ muốn giữ nguyên vẹn nguyên tắc của mình la hồ và lạc viễn trinh liếc nhìn nhau sau đó nói diệp vô phong như vậy đi tôi cho rằng khi chiến đấu với hồ quý và âu dương tất tùng cậu vẫn nên xuất hiện với tư cách là tổng chỉ huy trước khi chiến đấu dù sao thì cậu cũng đã từng đối đầu với bọn họ rồi nên cậu sẽ hiểu rõ cách thức và thói quen chiến đấu của họ hơn được nhưng la hồ cục trưởng lạc hai người phải làm hậu thuẫn cho chúng tôi diệp vô phong gật đầu thân đại tráng và thiệu liên thành đều thở phào nhẹ nhõm việc tham chiến của diệp vô phong là điều mà họ mong đợi nhất trên chiến trường một chiến binh có tố chất quân sự siêu Việt có thể tránh được thương vong và mất mát của rất nhiều đồng đội. Đây là điều quan trọng nhất. Vậy bây giờ tôi có thể về rồi chứ? Diệp vô phong đứng lên. À, đương nhiên có thể. Lạc viễn trinh hơi sừng sốt. La Hồ nói, ừ, cậu về đi, nhưng cậu phải chờ cuộc gọi của chúng tôi bất cứ lúc nào. Diệp vô phong gật đầu, không vấn đề gì. Bạch Tinh Đồng nói, thông tin tình báo của cảnh sát chúng tôi sẽ thông báo cho anh bất cứ lúc nào nếu anh có bất cứ nhận xét hoặc đề xuất nào anh luôn có thể nói với chúng tôi cô ta cố tình nhấn mạnh vào câu này để nâng cao vị thế của diệp vô phong trong mắt của lạc viễn trinh và la hồ lạc viễn trinh gật đầu đúng vậy đây là chuyện đương nhiên có sự chấp thuận của ông ấy lời đề nghị này của bạch tinh đồng đã hợp tình hợp lý mà trở thành bố trí công việc khi bạch tinh đồng đưa diệp vô phong trở về diệp vô phong có vẻ rất bất lực bạch tinh đồng cô đang kéo tôi xuống nước đó bạch tinh đồng nói chẳng phải anh càng đóng góp nhiều cho đất nước càng tốt sao diệp vô phong lắc đầu việc mà tôi phải làm là công việc bí mật tôi không cần trở nên nổi tiếng cũng không muốn để cho nhiều người biết bạch tinh đồng lắc đầu khó hiểu đôi mắt sáng như sao khi nhìn diệp vô phong không tránh khỏi mang theo một chút hâm mộ diệp vô phong nói hồ quý là anh em ruột của hồ bá ở tam giác vàng vì vậy cho dù phải đối đầu với anh ta tôi cũng phải cố gắng tránh hồ bá hơn nữa trước đây tôi đã từng tiếp xúc với hồ bá giữa bọn tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết thôi đừng nói chuyện này nữa ý tôi muốn nói là cố gắng không phải đối đầu trực diện với hồ quý ngoặc kép nhưng cảnh sát bọn tôi phải bắt được hồ quý bạch tinh đồng trợn mắt một ông chùm ma túy lớn như vậy đã làm hại quá nhiều người tôi không thể chờ đợi được để đưa anh ta ra công lý ngay lập tức và dùng pháp luật để xét xử anh ta Diệp vô phong nói, đó là vấn đề của tất cả cảnh sát, không phải một mình cô. Anh, anh đang nói cái gì vậy? Đương nhiên Bạch Tinh Đồng không nghĩ vậy, bởi vì cô ta đã coi Diệp vô phong là người đồng đội thân thiết của mình. chương 427, thầm muốn anh. Đột nhiên cô ta phanh xe kít một cái, nhìn chăm chăm vào Diệp vô phong, dù sao, chỉ cần có tin tức về hồ quý hãy thông báo cho tôi, được không? Không được, Diệp vô phong không cho cô ta chút mặt mũi nào, tôi có nguyên tắc của mình tôi không thể để hồ quý bị bắt bởi vì tôi tiết lộ. Anh, làm sao anh có thể tham gia vào cuộc truy bắt của cảnh sát và quân đội nếu cứ lưỡng lự như thế này? Bạch Tinh Đồng cảm thấy khó xử, cứ như vậy thì bảo tôi làm sao giải thích giúp anh được đây. Diệp Vô Phong nói, thực xin lỗi, thực sự thì đây là nguyên tắc của tôi. Bạch Tinh Đồng hỏi, vậy thì rốt cuộc bây giờ nguyên tắc của anh là gì? Chẳng phải là giúp đỡ cảnh sát và quân đội sao? Diệp Vô Phong lắc đầu, Tôi đã và đang làm việc cho đất nước, nhưng nguyên tắc của tôi là dù bạn hay thù trước kia của tôi, tôi cần phải tự mình giải quyết và tôi không muốn có liên quan gì đến cấp quốc gia. Đối với những kẻ thù mới hình thành, tôi hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh quốc gia để tiêu diệt chúng. Ồ, trong lúc nhất thời, đầu óc của Bạch Tinh Đồng có chút rối rắm, sắp xếp cẩn thận lại một chút rồi mới nói, tôi hiểu rồi. Nếu như anh tham chiến, đối phó với Âu Dương Tất Tùng thì nhất định sẽ không gặp vấn đề gì về tâm lý, phải không? Diệp Vô Phong cười nhìn cô ta, không ngờ cô lại thông minh như vậy. Bạch Tinh Đồng trừng mắt, anh vẫn luôn coi tôi là đồ ngốc sao? À, không, Diệp Vô Phong nhún vai, nói với vẻ vô tội. Bạch Tinh Đồng không khởi động xe mà bất ngờ nắm lấy tay Diệp Vô Phong, nhìn chằm chằm vào mắt anh, tôi biết, kinh nghiệm của anh rất phong phú. Vì vậy, anh coi thường cái gọi là trận chiến của chúng tôi. Nhưng vì anh đã ở đây rồi thì hãy cùng chúng tôi chiến một trận nhé. Ừm tôi biết rồi diệp vô phong gật đầu muốn rút tay về bạch tinh đồng lập tức giữ chặt hơn đừng né tránh diệp vô phong tôi thích anh thấy diệp vô phong muốn nói bạch tinh đồng nhanh chóng cắt ngang mà nói anh không cần nói gì cả nghe này tôi không yêu cầu anh kết hôn với tôi nhà cửa xe hơi tôi không muốn gì cả tôi chỉ muốn anh có thể dành ra một chút thời gian để cho tôi được tận hưởng niềm hạnh phúc khi làm phụ nữ diệp vô phong Chẳng lẽ ngay cả điều này anh còn không thể đáp ứng tôi hay sao?" Sứt lời, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tinh Đồng rưng rưng. Trái tim của Diệp Vô Phong giống như bị ai đó bóp chặt. Anh không sợ kẻ thù hùng mạnh, chiến trường máu lửa hay thương trường, điều anh sợ nhất là nước mắt của phụ nữ. Người xưa đã từng nói, ải khó qua nhất chính là ải mỹ nhân. "Diệp Vô Phong, anh thật sự không hiểu lòng tôi sao?" Một mặt là để trả thù cho mẹ Mặt khác là tôi vì hạnh phúc của chính mình. Tôi đã tính toán rất kỹ càng, để trả thù cho mẹ, nhất định cần có sự giúp đỡ của anh. Mà tôi không có gì để trả cho anh, vì vậy, Bạch Tinh Đồng dựa vào vai Diệp Vô Phong. "Chờ chút." Diệp Vô Phong vươn tay đẩy vai cô ta ra, ý bảo cô ta đừng đến gần anh. "Bạch Tinh Đồng, cô và Thư Âm là bạn thân, tôi không thể phản bội Thư Âm." Bạch Tinh Đồng nhìn Diệp Vô Phong, rơi lệ, nhưng thật ra lần đó chúng ta đã phản bội rồi ồ không thật ra thì không thể nói là phản bội chúng ta chỉ làm những gì nam nữ bình thường nên làm tôi không cần anh chịu trách nhiệm cũng không cần anh kết hôn với tôi tôi chỉ muốn anh mà thôi diệp vô phong nói tôi không thể vì cô cần trả thù và muốn tôi giúp đỡ mà trao thân cho tôi nếu làm như vậy tôi sẽ trở thành một kẻ xấu xa bạch tinh đồng lắc đầu tôi không phải trẻ con tôi biết tôi đang làm gì diệp vô phong anh không cần có gánh nặng tâm lý bởi vì tôi ngưỡng mộ anh. Tôi thích anh, tôi yêu anh, tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho anh. Diệp vô phong lắc đầu, thưa âm và tôi đã kết hôn rồi. Đời này chúng ta không thể, tinh đồng, tôi xin lỗi. Anh cho rằng lời từ chối này đủ để khiến bạch tinh đồng rút lui. Nhưng bạch tinh đồng vẫn lắc đầu, nước mắt lưng tròng, diệp vô phong, đời này tôi không thể chấp nhận được người đàn ông khác. Anh đã mọc rễ nảy mầm trong lòng tôi rồi, tôi là người phụ nữ của anh tôi đã xác định rồi trừ khi trong lúc chiến đấu tôi hy sinh ngoài ý muốn diệp vô phong không khỏi vươn tay chặn miệng cô ta lại đừng nói linh tinh bạch tinh đồng cười trong nước mắt ha ha anh không muốn để tôi chết đúng không thật ra nếu anh không chấp nhận tôi tôi cam nguyện chết trong một trận chiến nào đó cũng được ừ tôi không phải uy hiếp anh tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi phụ nữ rất dễ trở nên xúc động điều này ai cũng biết nhưng bạch tinh đồng càng nói một cách bình tĩnh như vậy diệp vô phong càng hiểu rõ đây là chuyện mà cô ta đã xác định rồi nó sẽ không dễ dàng bị thay đổi bởi bất cứ điều gì tôi diệp vô phong muốn nói đừng uy hiếp tôi thế nhưng bạch tinh đồng đã chặn đầu cuộc hội thoại rồi anh còn có thể nói gì nữa đây đừng ngốc nghếch như vậy thật ra nếu còn sống thì người ta còn có rất nhiều việc có thể làm cuối cùng diệp vô phong tìm được lời để nói ví dụ cô có thể đạt được thành tựu lớn hơn trong công việc. Ừ, Bạch Tinh Đồng nhìn chằm chằm vào anh, khẽ gật đầu, tôi kiên trì và liều lĩnh trong công việc, tôi không nhân nhượng với tội phạm. Bởi vì sao? Vì tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Bất kể là chức vụ cao hay thấp, tôi đều sẽ làm hết sức mình, vì tôi là người vệ sĩ của nhân dân, tôi sẽ làm tốt vai trò của một người vệ sĩ. Người ngoài có thể thấy rằng tôi quá điên rồ và cứng nhắc, nhưng chẳng lẽ anh lại không hiểu tôi sao? Tôi hiểu, Diệp Vô Phong không khỏi nắm lấy tay Bạch Tinh Đồng, đôi tay ấy mềm mại nhưng lạnh lẽo, Diệp Vô Phong chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, Tinh Đồng, hãy nhớ lấy lời của tôi, cho dù cô phải đối mặt với kẻ thù như thế nào thì đảm bảo an toàn cho bản thân là điều quan trọng nhất. Vì chỉ cần cô còn sống thì mới có tương lai và mọi thứ. Vâng, Bạch Tinh Đồng gật đầu lia lịa, sau đó rất tự nhiên mà dựa sát vào vai Diệp Vô Phong, mơ mơ màng màng nói, anh nói gì cũng có lý tôi thích nghe anh nói chuyện lắm. Diệp vô phong, chúng ta không quay về nữa, anh để cho tôi dựa vào vai anh một lúc, được không? Ừm, Diệp vô phong muốn đẩy cô ta ra một lần nữa, nhưng đối mặt với sự yếu đuối của Bạch Tinh Đồng, Diệp vô phong không nỡ làm tổn thương cô ta. Vì vậy anh chỉ có thể để cô ta tựa vào vai mình. Cho cô ấy mượn một lúc thôi, Diệp vô phong nghĩ thầm. Trong xe rất yên tĩnh, Bạch Tinh Đồng dùng tai cố gắng nghe nhịp tim của Diệp vô phong, nhưng lại không nghe được gì vì vậy cô ta cúi người chui vào trong ngực của diệp vô phong nghĩ rằng nhích lại gần hơn chút thì có thể sẽ thật sự nghe thấy cứ như vậy cả hai người không ai lên tiếng yên lặng chưa được ba phút điện thoại di động của bạch tinh đồng đã vang lên inh ỏi cô ta nhanh chóng mở ra trả lời xin chào tôi là bạch tinh đồng phó đội trưởng bạch tôi là hạ trinh tôi đã tìm thấy một người khả nghi cô mau đến đây xem xem tôi đang ở đường nhân dân ồ hạ trinh Đừng lo lắng, tôi sẽ tới ngay, cố gắng hết sức đừng làm cho đối phương phát hiện, đợi tôi đến rồi tính." Bạch Tinh Đồng vội vàng dặn dò, thể hiện vô cùng tốt biểu hiện của người một lòng muốn bảo vệ cấp dưới. Chương 428, không thèm để ý. Ngắt điện thoại, Bạch Tinh Đồng nói, "Tôi đưa anh về, sau đó đi tìm Hạ Trinh." Thấy cô ta khởi động xe, Diệp Vô Phong lắc đầu cười khổ cùng đi đi. "Được, Bạch Tinh Đồng cũng không nhiều lời." phóng đi như bay theo hướng Hạ Trinh nói. Chuyện gì đây? Diệp vô phong không nhịn được hỏi. Bạch Tinh Đồng nói, tình hình ở Phụng Thiên hiện giờ rất khẩn cấp, theo như Hạ Trinh dự đoán rất có khả năng liên quan tới Âu Dương Tất Thùng hoặc Hồ Quý. Ồ, vậy thì quá tốt. Diệp Vô Phong tuy không muốn giúp Bạch Tinh Đồng đối phó Hồ Quý nhưng anh cũng hy vọng Bạch Tinh Đồng không rơi vào nguy hiểm. Bởi vậy, sau khi nghe xong chuyện này anh chỉ có thể đứng một bên bạch tinh đồng đương nhiên hiểu được tâm lý muốn bảo vệ mình của diệp vô phong bởi vậy khi nghe diệp vô phong đồng ý cùng mình đi xem xét tình hình cô ta cảm thấy trong lòng sôi sục vô cùng hưng phấn hạ trinh chuyện gì đây bạch tinh đồng thấy hạ trinh mặc thường phục đang đứng bên ngoài một quầy bán quần áo giả bộ như đang xem hàng nhìn thấy bạch tinh đồng tới hạ trinh liền thở phào nhẹ nhõm đội trưởng bạch hôm nay tôi nằm vùng ở đường nhân dân đúng lúc trông thấy một người vô cùng lạnh lùng là như vậy đấy. Thì ra Hạ Trinh có nhiệm vụ nằm vùng, trong lúc thực thi nhiệm vụ thì phát hiện một người ngoại quốc đi tới đi lui, bước đi như gió. Chỉ nhiêu đây cũng chưa xem là gì, nhưng mấu chốt là khi người này nhìn những người khác với ánh mắt rõ ràng có vấn đề. Theo như cách nói của Hạ Trinh thì người này khi nhìn những người khác giống như đồ tể nhìn thấy lợn, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ nên xuống đau như thế nào. Người đó đâu, Bạch Tinh Đồng không tỏ rõ ý kiến, dù sao cô ta cũng chưa được thấy người thật, chỉ ít sẽ cảm thấy Hạ Trinh đang nghi quá mức. Hạ Trinh nhìn về hướng quán cơm ở bên cạnh đấy, đi vào trong rồi, hình như là đi ăn cơm. Quán cơm không có cửa sau à? Bạch Tinh Đồng không nhịn được hỏi. Hạ Trinh lúng túng trả lời, cái này đúng là không rõ lắm. Bạch Tinh Đồng nói, Diệp Vô Phong, tôi đi xem xét xung quanh quán cơm, anh canh cửa chính. Cô ta vô cùng tin tưởng bản lĩnh của Diệp Vô Phong. Hạ Trinh nói, đội trưởng Bạch. Cô đang làm gì vậy? Bạch Tinh Đồng đáp, lúc đầu anh muốn làm gì, bây giờ tiếp tục làm cái đó. A, à, hả, vào lúc Hạ Trinh muốn phản đối thì Bạch Tinh Đồng đã hòa vào dòng người hướng về phía quán cơm. Diệp Vô Phong nói, Hạ Trinh, đội trưởng Bạch của các cậu thật hùng hổ. Hạ Trinh gật gật đầu, đại ca cứ yên tâm, em hiểu mà. Đúng rồi, anh là gì của đội trưởng Bạch vậy? Thật ra Hạ Trinh đã gặp Diệp Vô Phong, nhưng là người của đội hình cảnh thông thường sẽ không hỏi thăm quan hệ của đồng nghiệp, vậy nên bây giờ anh ta mới hỏi. Diệp vô phong đáp, tôi và đội trưởng bạch của các cậu là bạn. À, Hạ Trinh gật gật đầu, trong nháy mắt đã lẩn đi. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của Hạ Trinh, Diệp Vô Phong đã biến thành bạn trai của Bạch Tinh Đồng. Mà Diệp Vô Phong cũng sẽ không giải thích vấn đề này với Hạ Trinh mà tùy ý đứng trước quầy hàng mà Hạ Trinh vừa đứng lúc nãy, nhìn quần áo đến ngẩn người. Quý khách, Quý khách muốn kiểu quần áo nào? Yên tâm đi, chỗ này của chúng tôi đều bán hàng hiệu, hơn nữa còn đảm bảo giá ở đây so với giá trong những khu nhà lớn rẻ hơn nhiều. Đến đây đi, ưng bộ nào thì thử bộ đó. Nhìn vóc dáng của quý khách đúng là giá treo quần áo trời sinh, mặc gì cũng rất đẹp trai. Chủ quầy hàng là một cô gái trẻ, cái miệng nhỏ nhắn đúng là rất biết nói chuyện. Diệp Vô Phong suy nghĩ, lúc Hạ Trinh đứng ở chỗ này nhất định đã bị cô gái này tra tấn một phen. Hạ Trinh đương nhiên không đi xa, bởi vì anh ta lo lắng bạn trai của đội trưởng Bạch, Diệp Vô Phong này không có kinh nghiệm, lúc kẻ khả nghi đi ra ngoài, nếu anh không nhìn thấy thì phải làm sao? Ra rồi, lúc Hạ Trinh nhìn thấy một người ngoại quốc tóc vàng, không kiềm chế được mà đứng sát vào Diệp Vô Phong, thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vô Phong âm thầm khoát tay áo, ý bảo anh ta đừng nói lung tung. Hạ Trinh liền lui ra phía sau, cùng với chủ quầy hàng nói chuyện phiếm ánh sáng trong mắt Diệp vô phong lóe lên, thuận tiện quan sát một chút liền nhìn thấy một người da trắng đến từ nước M, cao trên 1m90, ăn mặc tinh tế, tay sách theo một cái vali, thoạt nhìn có vẻ như là đàn vi lông. Diệp vô phong không nóng lòng đi theo dõi gã da trắng, mà cảm thận hơi thở của gã. Đây là sát khí, Diệp vô phong hoàn toàn có thể kết luận. Sau đó Diệp vô phong liếc nhìn Hạ Trinh một cái, cảm thấy mắt nhìn của anh ta quả thực không tồi. Chiếc vali trong tay gã da trắng kia không nên là một chiếc đàn violon, đương nhiên nếu dù có thật là đàn violon, chỉ sợ cũng chỉ dùng để che giấu thân phận. Gã da trắng kia tỏ ra rất tùy ý, men theo đường nhân dân đi về phía tây. Diệp Vô Phong ra hiệu về phía Hạ Trinh, Hạ Trinh lập tức tiến lại gần, anh Diệp, anh có vấn đề gì không? Bạn trai của đội trưởng Bạch thì dĩ nhiên phải tôn trọng. Diệp Vô Phong nói, Hạ Trinh, cậu đi cùng đi, đụng vào cái vali một cái cảm nhận xem thứ ở bên trong là gì. Nhưng phải chú ý an toàn, tôi ở phía sau bảo vệ cậu. Rõ, Hạ Trinh hưng phấn gật đầu, bước nhanh đuổi theo người da trắng. Đường nhân dân được xem như là đường dành riêng cho người đi bộ, xe đạp biệt, xe ba bánh ở đây rất nhiều, vô cùng hỗn loạn. Bởi vậy, dù cho Hạ Trinh đi theo gã da trắng kia, dưới tình hình đó cũng sẽ không gây nên sự chú ý. Nhưng vào lúc Hạ Trinh tràn đầy sức mạnh, muốn va vào chiếc vali trong tay gã, kỳ tích lại xảy ra. Gã da trắng kia bước về bên trái một bước, kịp thời tránh được cú va của Hạ Trinh. Hạ Trinh lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã sắp xuống, quay đầu quát mẹ nó. Ai đụng phải tao đấy, có dũng khí thì bước ra đây. Tất nhiên là chẳng có ai đụng vào anh ta, mà là anh ta muốn đâm vào người khác. Vậy nên sẽ chẳng có ai bước ra. Gã da trắng kia dừng lại vài bước, lạnh lùng nhìn Hạ Trinh biểu diễn, khoảng cách giữa hai người không đến ba bước chân. Nếu gã kia ra tay, chỉ sợ cái mạng nhỏ của Hạ Trinh lập tức đi đời. Đương nhiên, lúc Hạ Trinh quay đầu mắng người cũng nhìn thấy Diệp Vô Phong đang đi ở phía xa, anh ta chừng mắt nhìn Diệp Vô Phong, dùng ánh mắt trao đổi. Nhìn thấy Hạ Trinh thăm dò thất bại, Diệp Vô Phong liền đi tới cạnh Hạ Trinh, liếc mắt nhìn anh ta một cái. Hạ Trinh cảm thấy có chút mất mát, đến cả chút chuyện này mà em cũng làm không tốt. Ở phía sau, bạch tinh đồng vừa lúc đi tới bước chân của cô ta có phần gấp gáp xin chào diệp vô phong mặt mày tươi cười vẫy tay với gã da trắng thản nhiên tiến tới gần hạ trinh khiếp sợ quay ra đằng sau không dám nhìn bọn họ bạch tinh đồng vừa mới đi tới gần bước chân cô ta lập tức chậm lại đợi kết quả diệp vô phong tiếp cận gã da trắng hả ánh mắt của gã da trắng thoạt nhìn rất hiền lành nhưng diệp vô phong nhìn thấy trong mắt gã có một tia sắc bén hơn nữa còn theo bản năng nắm chặt vali, trong vali này chẳng lẽ là súng bắn tỉa. Anh đến từ nước Anh sao? Diệp Vô Phong dùng tiếng Anh hỏi. Không, tạm biệt, gã da trắng không thèm để ý đến Diệp Vô Phong, chương 429, không thể chấp nhận. Không không không, đừng vội thế. Diệp Vô Phong vừa cười vừa tiến lại gần gã da trắng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của gã, xin chào, tôi là du học sinh trở về từ nước M, có thể giúp gì cho anh không? Không, không cần, cảm ơn. Gã vừa lễ độ vừa xa cách đáp lời rồi tiếp tục tiến về phía trước. Diệp vô phong tiến lên giật lấy chiếc vali trong tay gã để tôi giúp anh. Yên tâm đi, tôi không cần tiền bâu hơ. Hừ, gã da trắng lạnh lùng lùi về phía sau một bước, chiếc vali cũng dịch ra phía sau tránh xa tao một chút. Tao không chào đón mày. Vẻ mặt gã lạnh băng, điệu bộ như muốn hù dọa Diệp vô phong. Bạch tinh đồng cầm súng bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Tuy rằng hai bên nói tiếng Anh rất trôi chảy nhưng Bạch Tinh Đồng chỉ nghe hiểu một phần, sau khi chứng kiến động tác của hai bên, cô ta càng hiểu rõ bọn họ đã bắt đầu dương cung chém kiếm. Hạ Trinh chứng kiến một màn này cũng bị dọa một trận, vội vàng cầm súng. Chuyện thế này khi nói ra thì rất ung dung tự tại, nhưng sau khi bị phát hiện thì đối với bọn họ mà nói là chí mạng. Có thể chết bất cứ lúc nào. Gã u ám nhìn Diệp vô phong, tránh xa ra, nếu không tao sẽ không khách khí với mày đâu. Mặc dù Diệp Vô Phong vẫn chưa hề chạm đến chiếc vali nhưng gã ý thức được rằng Diệp Vô Phong là một cao thủ, chắc chắn rất khó đối phó. Diệp Vô Phong cười sán lạn, bạn bè Phương xa tới, thần châu xinh đẹp lại là nơi lấy lễ nghi làm đầu, chắc chắn phải sẵn lòng tiếp đãi. Đôi mắt của gã da trắng lóe lên, câm miệng, cút ngay. Vừa nói, trong tay gã đã xuất hiện một con dao găm, lập tức đâm về phía Diệp Vô Phong cẩn thận, bạch tinh đồng cách xa hai người họ khoảng 5 mét, vốn dĩ muốn nổ súng nhưng khoảng cách giữa Diệp vô phong và đối phương quá gần, cô ta không thể đảm bảo mình sẽ thành công, vậy nên chỉ có thể hét lên cảnh báo. Diệp vô phong nhìn ra được gã da trắng này là một tay súng bắn tỉa, mặc dù võ công cũng rất lợi hại nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Mà bản lĩnh của gã trong mắt Diệp vô phong chẳng khác nào mèo vần chuột. Bởi vì Diệp vô phong nhìn rất rõ ràng, Bản lĩnh của gã da trắng tương đương với một võ sĩ quyền anh bình thường, nhiều nhất tương đương với thực lực của cảnh giới đại sư. Vậy nên với bản lĩnh của gã da trắng này, muốn làm Diệp Vô Phong bị thương chẳng khác nào một trò cười. Gã da trắng cầm dao găm đâm tới, theo tính toán của gã, kẻ này mặc dù có chút công phu mèo cào nhưng bản thân là một tay đao đã rèn luyện nhiều năm, đối phương nhất định sẽ bị thương. Nhưng dao găm của gã vừa đâm tới liền phát hiện không thấy nó đâu nữa tay phải của gã vậy mà cũng không thể động đậy được. Ôi trời, đây là chuyện gì? Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đương nhiên dao găm trong tay gã đã bị Diệp Vô Phong đoạt mất, cổ tay gã thì bị Diệp Vô Phong tóm lấy, các ngón tay cũng không thể chuyển động linh hoạt. Bạch Tinh Đồng tuy cũng chỉ là cấp đại sư nhưng thoạt nhìn đã thấy Diệp Vô Phong vừa chế ngự kẻ địch. Vậy nên cô ta thu súng lại, lập tức chạy tới, còng tay kêu, rắc, một tiếng đã nằm trên tay gã da trắng. Không tao là người nước ngoài, chúng mày không có quyền bắt tao, thả tao ra, gã da trắng cực lực kháng nghị, trong đó xen lẫn vài câu tiếng phổ thông không sói. Hạ Trinh tiến lại gần, họng súng ngắm thẳng vào đầu gã, thành thật đi. Còn động đậy thì tao sẽ nổ súng. Khi gã da trắng còn ở nước em mơ biết rằng nòng súng của cảnh sát không phải chuyện đùa. Bởi vậy bây giờ ở Thần Châu, gã cũng không biết rằng Hạ Trinh không thể tùy tiện nổ súng. Nhưng Hạ Trinh đã mở chốt an toàn rồi, gã nhìn thấy rất rõ ràng. Dù sao thì gã cũng là một tay súng rất lợi hại, ở phương diện này vô cùng quen thuộc. Tay phải của gã da trắng đã không còn tác dụng, đối với một tay súng mà nói đã mất trên 90% sức chiến đấu, vậy nên gã chỉ có thể chậm chạp giơ hai tay đầu hàng. Sau khi còng tay gã da trắng, Diệp Vô Phong liền hòa vào dòng người hối hả, hai người Bạch Tinh Đồng và Hạ Trinh Áp giải gã da trắng về cục công an. Cả quá trình bắt giữ không đến 3 phút. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người chứng kiến nhưng cũng rất nhiều người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sự việc đã kết thúc rồi. Cho đến lúc gã da trắng bị đưa đi, những người đứng xem cũng vẫn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trở về cục công an, Bạch Tinh đồng lập tức tập hợp đội ngũ, tiến hành thẩm tra, bởi thông qua việc kiểm tra chiếc vali phát hiện một khẩu súng bắn tỉa vô cùng cao cấp. Thứ đồ này hoàn toàn bị cấm ở Trung Hoa Đại Lục. Vậy nên cho dù gã da trắng này không có bất kỳ hành vi phạm tội nào, Giam giữ gã 15 ngày nhất định không thành vấn đề. Anh tên là gì, từ đâu đến, tại sao lại đến Trung Quốc? Nói đi, phụ trách thẩm tra hỏi, đương nhiên là một viên cảnh sát thông thạo tiếng Anh. Hai tay gã đeo còng tay, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn cảnh sát thẩm vấn. Viên cảnh sát thẩm vấn cũng nhìn ra gã da trắng này có loại khí thế từ trên cao nhìn xuống, dường như gã là một chủ nhân kiêu ngạo, hoàn toàn không xem viên cảnh sát trước mặt ra gì không nói thì sẽ không có chuyện sao. Dựa vào hành vi mang theo súng bắn tỉa của anh hôm nay, tôi hoàn toàn có thể khiến anh ở trong tù một năm. Bạch Tinh Đồng lớn tiếng nói, sau đó ra hiệu viên cảnh sát thông thạo tiếng anh kia dịch lại. Gã da trắng lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tinh Đồng một cái sau đó nhắm mắt lại, căn bản không để ý đến cô ta. Nói chung, Bạch Tinh Đồng mất cả nửa ngày, gã da trắng kia vẫn khăng khăng không nói lời nào, Bạch Tinh Đồng cũng không còn cách nào, đành bảo cấp dưới liên tục thẩm vấn người này. Cái bọn họ gọi là liên tục thẩm vấn là dùng khoảng thời gian này để ép gã ra trắng, khiến cho gã không có thời gian để nghỉ ngơi, đến cơ hội chợp mắt cũng không có. Cách làm này thoạt nhìn thì đơn giản nhưng đối với rất nhiều người vô cùng hiệu quả, đặc biệt với người tinh thần không vững sẽ sụp đổ rất nhanh vì không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng gã da trắng này mặc dù đã thức liền 24 tiếng nhưng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Bạch Tinh Đồng không biết chút thông tin nào của gã cả. Cô ta vô cùng tức giận nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Nếu vượt quá 24 tiếng đồng hồ thì theo quy định cô ta phải đưa gã tới trại tạm giam. Nhưng người này lai lịch không rõ ràng, Bạch Tinh Đồng có quyền tiếp tục giam giữ. Người này chính là tay súng hổ quý thuê, tên là Lôi Mông. Hơn nữa kỹ thuật bắn súng của Lôi Mông dù có trong giới lính đánh thuê cũng sẽ là một tay súng nổi danh. Vậy nên hôm nay gã cảm thấy vô cùng bực bội vì thua dưới tay Diệp Vô Phong, thật đúng là lật thuyền trong mương. Ở nước M, cảnh sát có tố chất được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không thể bắt được lôi mông bởi gã đã được huấn luyện mười mấy lần để thoát khỏi truy bắt, nhưng lần này bị bắt ở Trung Hoa Đại Lục, ít nhất có thể thấy không phải lần nào cũng có thể thuận lợi thoát thân. Không ngờ Trung Hoa thần bí mà cổ kính lại trở thành nấm mồ sự nghiệp của gã. Đây là điều gã không thể chấp nhận, thậm chí không có cách nào tha thứ cho chính mình chương 430, thân phận là gì? Thật sự là khi Diệp Vô Phong bắt Lôi Mông, đã đoán được sơ sơ thân phận của gã. Về đến ký túc xá chi nhánh công ty Hoa Cường, Diệp Vô Phong dùng cách của mình tra thông tin tay bắn tỉa của tổ chức lính đánh thuê này, phát hiện mình bắt được một con cá lớn, Lôi Mông. Thế là Diệp Vô Phong bèn mang tin này gửi qua cho Bạch Tinh Đồng bằng phương thức liên lạc bí mật trên mạng. Lôi Mông, nam, 35 tuổi, đã ly hôn từng là lính thủy quân lục chiến ở nước M, lúc đó được gọi là thiên tài bắn tỉa, sau đó do trong lúc làm nhiệm vụ phạm lỗi nên bị buộc ra khỏi quân đội. Khi Bạch Tinh Đồng nhận được thông tin, vội mở kho dữ liệu liên quan tội phạm của cảnh sát, thật sự thấy tên Lôi Mông có trên danh sách. Bạch Tinh Đồng không có cách nào kiềm chế kích động trong lòng, đây là một con cá lớn đó. Diệp Vô Phong dễ dàng bắt được quá nhỉ? Thế là sau đó, dựa vào thông tin đầy đủ mà Diệp Vô Phong cung cấp Bạch Tinh Đồng tiếp tục bắt đầu điều tra đương sự. Lôi mông, khai báo đi. Hả, lôi mông bỗng dưng nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên. Mặc dù gã lẫn trong đội ngũ lính đánh thuê, lôi mông cũng không bao giờ lộ tên thật, người khác đều gọi gã bằng biệt hiệu, chim ưng. Nhìn ánh mắt làng tránh của gã, nhân viên thẩm tra có kinh nghiệm biết chắc chắn gã ta là lôi mông rồi. Bởi vậy câu hỏi kế tiếp càng kích động lôi mông hơn. Lôi mông, anh đã 35 tuổi rồi, chẳng lẽ chưa kết hôn không có bạn gái không có con cái gì sao cảnh sát điều tra bắt đầu luyên thuyên dù trong lòng lôi mông chịu phải kích thích nhưng gã vẫn không nói một lời lôi mông anh là cao thủ bắn tỉa của lính đánh thuê không cần giấu nữa nói thật đi lôi mông theo tư liệu cảnh sát chúng tôi có được lần này anh đến phụng thiên theo lời của hồ quý đúng không lôi mông cảnh sát trung hoa đại lục chúng tôi có rất nhiều người tài giỏi người hôm qua anh thấy, chỉ là người tệ nhất trong số đó mà thôi. Bạch Tinh Đồng không hề cố ý hạ thấp Diệp Vô Phong, mà chỉ muốn đánh vào phòng tuyến tâm lý của lôi mông thôi. Lôi mông hung tận nhìn cô ta, bĩu môi khinh thường, từ sâu trong mũi khẽ hừ một tiếng, tiếp tục giữ trạng thái thở ơ. Lôi mông đi đâu rồi? Hồ Quý vẫn chưa đón được lôi mông, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, bèn liên lạc với hồ bá. Gã chưa đến thành phố Phụng Thiên sao? Hồ Quý, tôi đưa cậu một số mới cậu liên lạc với gã xem được không hồ bá là người đặc biệt chịu trách nhiệm liên lạc giữa các bên cao thủ nghe nói lôi mông chưa đến anh ta cảm thấy hơi khó hiểu với khả năng của lôi mông sẽ không xảy ra chuyện gì đâu phải nói là nếu lúc đó diệp vô phong không có ở hiện trường lôi mông chắc chắn có thể dễ dàng bắn chết hai người bạch tinh đồng và hạ trinh rồi trốn đến gặp hồ quý nhưng mà cho đến bây giờ gã chưa hề liên lạc với tôi gã là một tay bắn tỉa rất ghê gớm Hồ Quý thật sự lo lắng. Hồ Bá mất kiên nhẫn nói, liên lạc lại với gã đi. Nếu quả thật gã dám không đến, dù có truy tìm gã đến chân trời góc biển, cũng phải lấy lại 5 triệu đô la tiền cọc. Vốn dĩ lôi mông nhận lời mời đến Phụng Thiên làm nhiệm vụ, yêu cầu đặt cọc 500 vạn đô la. Được rồi, chúng ta đợi thêm đi. Hồ Quý cũng không biết làm sao, thiếu một tay bắn tỉa, đôi khi có khả năng quyết định thắng thua của cuộc chiến. Đương nhiên, bọn họ không đợi được lôi mông Tin lôi mông bị bắt và bị cảnh sát liệt vào việc cơ mật, nhưng vẫn có người nhiều chuyện, lúc đó quay phim đăng tải lên mạng, tiêu đề là Người nước ngoài bị bắt ở Phụng Thiên, một pha hết sức dữ dội. Vừa khéo bên hồ quý có một người thành thạo tiếng Trung, khi thấy video, mắt không khỏi nhìn chăm chú, trời ơi! Đây không phải là lôi mông sao? Khi bắt lôi mông cũng đã xế chiều, không rõ bóng dáng diệp vô phong, đoạn video quay cũng không rõ lắm, nên mặc dù hồ quý tỉ mỉ xem cả buổi cũng không thấy gì lạ những người khác bắt đầu bàn luận, cảm thấy không có khả năng xảy ra chuyện này lắm. Trình độ của lôi mông vô cùng đáng gờm, sao lại bị người bên cảnh sát bắt được, kỳ lạ thật đó. Đúng rồi, tôi từng bắt tay với lôi mông, cũng biết trình độ của gã, cảnh sát phụng thiện sẽ không có cao thủ ghê gớm như vậy. Thật sự rất lạ, bắt giữ lôi mông một cách dễ dàng như thế, phải là người giỏi nhất của cảnh sát phụng thiên nhỉ. Hay là cao thủ của quân đội, cảnh sát đặc biệt, đừng nói nhảm nữa, hồ quý đột nhiên đứng dậy lôi mông là người bên chúng ta rất quan trọng cho nên chúng ta phải cứu gã lúc này mấy cao thủ vừa đến bỗng dưng không bằng lòng sĩ quan hồ quý chúng tôi đến phụng thiên là vì trả thù cho sĩ quan hồ trọng nghĩ cách cứu lôi mông không nằm trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi đúng chúng tôi lại không quen lôi mông cứu gã làm gì hồ quý lạnh mặt nói cứu gã chính là tự cứu mình anh nghĩ xem trước mắt chúng ta chỉ có la phi nhĩ đức là bắn tỉa một khi khai chiến với âu dương tất tùng lực chiến của chúng ta không đủ còn thiếu sót e rằng sẽ vô cùng thê thảm vậy được rồi chúng ta muốn cứu gã thì phải xác định tình huống trước không thể đánh một cách hồ đồ phất lang khắc huy đức cao lớn đang nghịch súng của mình trầm giọng nói sau đó người của hồ quý bắt đầu điều tra xung quanh cục cảnh sát với lại hồ quý còn liên lạc người bản địa hoa trọng kim thăm dò tin tức cảnh sát hy vọng có thể tìm được tin của lôi mông. Việc thẩm vấn lôi mông không thuận lợi chút nào, Bạch Tinh Đồng tức giận đi vòng quanh, nhưng đã qua hai ngày thẩm vấn rồi mà tinh thần lôi mông vẫn rất tốt, không có chút vẻ mệt mỏi hay khó chịu nào. Rõ ràng là phòng tuyến tâm lý của lôi mông cũng không phải mạnh lắm. Thế là cảnh sát tiếp tục lần lượt thẩm vấn, dùng cách mưa dầm thấm lâu để lần lượt tấn công lôi mông. Đội trưởng Bạch nhanh xem này, trên mạng bóng dưng có một đoạn video về lôi mông. Đường Tiểu Lâm là cảnh sát mạng, phương diện này vẫn có tính cảnh giác, phát hiện video này không bình thường, đã xóa bài đăng ở mọi nơi, báo cáo cho Bạch Tinh Đồng. Ồ, khi Bạch Tinh Đồng xem đoạn video, nhíu đôi mày cong xinh đẹp, tin lôi mông bị bắt đã không giấu được rồi. Nhưng điều tôi nghi ngờ là cuối cùng thì lôi mông là do bên Hồ Quý mời đến hay Âu Dương Tất Thùng mời đến. Cô ta gửi tin cho cảnh sát thẩm vấn lôi mông, không phát hiện bất cứ manh mối nào có giá trị bất cứ thông tin gì chứng minh thân phận gã, không có thứ gì cả, chỉ có súng bắn tỉa và đạn, chứng tỏ lôi mông là một phần tử nguy hiểm. Sau khi cảnh sát thẩm vấn xem xong tin, đột nhiên thở dài một hơi, lôi mông, anh phải nộp 300 triệu tiền bảo lãnh mới có thể được tự do. Trên người anh bây giờ không có tiền, có cách nào có tiền không? Nộp tiền bảo lãnh, ánh mắt lôi mông hơi sáng lên, sau đó lại rơi vào trạng thái trầm tư. Đúng vậy, Cảnh hiện trường anh bị bắt bị người ta đăng lên mạng, bây giờ có một người họ Hồ nói muốn nộp tiền bảo lãnh cho anh, nhưng cảnh sát chúng tôi phải làm rõ xem anh và anh ta có quan hệ gì. Cảnh sát nọ mỉm cười quan sát vẻ mặt Lôi Mông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 431, chẳng phối hợp. Họ Hồ, biểu cảm trên mặt Lôi Mông khiến người khác phải suy nghĩ. Cảnh sát nọ cười, anh Lôi Mông, mấy chuyện này tôi vốn không thể tiết lộ cho anh. Nhưng anh họ hồ này tìm đến người thân của tôi uầy nếu anh có thể nói rõ xem anh có quan hệ gì với anh hồ này thì tiền bảo lãnh của anh ta có hiệu lực ngược lại nếu hai người không có quan hệ gì anh ta muốn bảo lãnh anh không có hiệu lực lôi mông nhíu mày nói luật ở trung hoa các người lạ quá anh ta muốn nộp tiền bảo lãnh cho tôi và mối quan hệ giữa chúng tôi thì có liên quan gì sao cảnh sát trẻ tuổi gật đầu bên trên quy định như thế tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ cũng không có cách thay đổi. Lôi Mông do dự, gã thật sự động lòng rồi, nhưng gã và Hồ Quý thì có quan hệ gì? Gã cân nhắc cả buổi, cuối cùng nói, tôi và Hồ Quý chỉ là bạn bè bình thường, anh ta đóng tiền bảo lãnh cho tôi, tôi cũng rất bất ngờ. Cảnh sát kia gật đầu, à, thì ra anh họ Hồ kia tên là Hồ Quý à. Lôi Mông vô thức gật đầu, đúng vậy, Hồ Quý. Khi nói đến đây, đột nhiên trong lòng Lôi Mông nảy sinh tia cảnh báo, trời hồ quý ở trung hoa đại lục vốn dễ bị dòm ngó thế là gã lại mím chặt môi ánh mắt chứa đầy lòng thù địch nhìn cảnh sát trẻ kia tôi ra khỏi đây sẽ giết cả nhà cậu đầu tiên ha ha cảnh sát trẻ tuổi cười lôi mông tôi xưa nay không để mắt đến mấy việc dọa dẫm như thế này không ngại nói cho anh biết hoa đào tôi là trẻ mồ côi tôi sợ anh trả thù quá cơ làm đi lôi mông không phải anh ghê gớm lắm à cả người lôi mông toàn là xiềng xích không nói chuyện nữa. Cuối cùng, đến ngày thứ ba, do lôi mông vẫn một mực không nhận tội, cảnh sát quyết định chuyển lôi mông đến trại tạm giam, đợi đến khi tìm được hồ quý rồi định tội lôi mông. Nhưng mà trên đường chuyển lôi mông đến trại tạm giam, xe chở tù nhân gặp phải hỏa lực cực mạnh, lôi mông bỗng dưng bị cướp đi. Lúc đó cảnh sát thương vong nặng nề, hầu như là cả xe đều bị diệt. Sau khi nhận tin tức này, Bạch Tinh Đồng nổi giận đùng đùng, hận không thể tìm được mấy tên khủng bố chặn xe tù kia. Qua lần thẩm vấn trước có thể xác định rằng lôi mông đến Phụng Thiên thật sự là do Hồ Quý nhờ vả. Khi Bạch Tinh Đồng gọi điện thoại cho Diệp Vô Phong, nói rõ lôi mông bị cướp đi rồi, chắc chắn là Hồ Quý. Diệp Vô Phong, cảnh sát mấy người có tin tức gì của Hồ Quý không? Bạch Tinh Đồng thở dài, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của Hồ Quý. Diệp Vô Phong, anh có cách nào tìm được Hồ Quý không? Chỉ cần anh tìm được, tôi đảm bảo anh không cần ra mặt, cảnh sát chúng tôi có thể trừng trị anh ta. Diệp vô phong cũng thở dài, hồ quý cũng rất đề phòng tôi, anh ta ở Phụng Thiên vốn dễ bị để mắt đến. Vì thế, anh ta không tin tưởng ai. Ừ, vậy anh cũng phải chú ý đến tin tức của hồ quý. Từ trước đến giờ Bạch Tinh Đồng luôn hoàn toàn tin tưởng Diệp Vô Phong. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Vô Phong cúp máy, cảm thấy tên hồ quý này rất lươn lẹo, trốn ở Phụng Thiên mà còn khiến cảnh sát tìm không ra tung tích, rốt cuộc sao tên này làm được. Diệp Vô Phong gọi điện cho Dương Trấn Hoa, bảo anh ta tiếp tục chú ý tin tức của Hồ Quý và Âu Dương Tất Tùng. Dương Trấn Hoa nói, anh Phong, hai người này đúng là thiên tài che giấu tung tích, tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của tập đoàn Quang Hoa, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích bọn họ. Nhưng anh yên tâm, bọn tôi sẽ tiếp tục tìm, dù là đào ba tắc đất cũng nhất định đào bọn họ ra. Ngoặc kép, Diệp vô phong cười, anh cũng không cần đào ba tắc đất, chỉ cần tiếp tục tăng cường lực của đội điều tra. Người như Hồ Quý hay Âu Dương Tất Tùng thì khi ẩn náu ở Phụng Thiên, chỉ cần cái ăn, cái mặc, chỗ ở và phương tiện đi lại, có thể bắt đầu từ đó. Vâng, anh Phong, tôi hiểu rồi. Trước đó những nơi Dương Trấn Hoa tìm đa số đều là chỗ ăn chơi hoặc quán rượu, khách sạn, nhưng bây giờ Diệp vô phong nhắc nhở anh ta chú ý đến những thôn làng vùng ngoại ô. Nói không chừng, bọn người hồ quý thật sự ẩn náu trong một thôn làng ở ngoại ô đại ca đường trảm thẳng thắn ngồi trước mặt diệp vô phong tên hồ quý kia đang ở thôn lạc mã vùng ngoại ô hôm nay bọn em đi xe ngang qua tình cờ thấy tình hình của người trong thôn không bình thường thì ra đường trảm ra ngoài đi săn khi tình cờ đi ngang qua thôn lạc mã đã cử anh em xuống mua ít nước suối và thức ăn kết quả người trong thôn đang bàn tán trong nhà ai đó xuất hiện một vị khách lạ nhưng chủ nhà không ở nhà Đường chảm tùy tiện mở miệng A-dô à theo một chút, còn cho người kia 150.000, người kia liền kể lại tình huống một cách tỉ mỉ cho đường chảm nghe. Đường chảm cảm thấy hồ quý thích ẩn náu trong mấy thôn nhỏ như thế này giống hồ trọng lúc trước, vị trí của thôn lạc mã hiểm trở không kém thôn hạ sơn lúc trước, nhưng đường lên núi còn chật hẹp hơn, cũng có một đoạn đường là nơi hiểm yếu. Với khả năng của mấy người đường chảm cũng phải cẩn thận từng chút một khi đi qua đó. Thôn lạc mã, khi Dương Trấn Hoa biết tin này, bỗng dưng mừng rỡ vô cùng tốt quá tôi có người thân ở thôn lạc mã có thể xem xét tình hình diệp vô phong chặn anh ta lại anh không cần đi kiểm tra vội chỉ cần cử vài anh em xem thử bên kia tổng cộng có bao nhiêu người là được dương trấn hoa khó hiểu chúng ta không cần trừ khử hồ quý sao diệp vô phong gật đầu không cần thiết đâu đường chảm hơi khó hiểu anh không chấp nhận lời mời bên phía quân đội và cảnh sát ư chẳng lẽ chúng ta không hợp tác với họ diệp vô phong thở dài chúng ta không phải quân đội chính quy dù muốn tham chiến cũng là lấy thân phận nhân dân ngoài ra chúng ta không cần chủ động ra trận với hồ quý nếu không mối quan hệ với hồ bá sẽ biến thành thù hằn đường trảm bĩu môi trước kia cái tên hồ bá này hài lòng với chúng ta bây giờ loại trừ hồ quý vừa hay chặt của gã ta một cánh tay diệp vô phong thong thả nói người thật sự cần giải quyết hồ quý là quân đội và cảnh sát đường trảm cậu đừng nghĩ bản thân mạnh hơn lực lượng của bộ máy nhà nước, lực lượng của bộ máy nhà nước khủng khiếp nhất là toàn dân đều thành chiến sĩ. Ai ai cũng tham gia vào thì dù hồ quý có mọc cánh cũng không thoát khỏi phụng thiên. Đường chảm hơi lười nhác, ôi trời, em vẫn không có chuyện làm à. Diệp vô phong cười ha ha, cậu lại đi săn thì né đồn lạc mã ra. Vâng, đường chảm trả lời một tiếng rồi xoay người đi nghỉ ngơi. Anh Phong, Dương Trấn Hoa không định đi, còn có chuyện gì sao? Diệp vô phong cười nhìn anh ta. Dương Trấn Hoa nói, anh Phong, tôi cảm thấy anh không phối hợp với quân đội và cảnh sát, chắc là không nên. Anh nên suy nghĩ lại đi. Hả, vẻ mặt Diệp vô phong trước mắt lạnh băng, Dương Trấn Hoa, anh đang dạy tôi cách làm việc à? Kia, không dám, Dương Trấn Hoa nháy mắt cảm thấy mình như bị thú giữ nhìn chầm chầm, tim gan lạnh ngắt. Chương 432, Tán tận lương tâm. Diệp vô phong nói từng câu, Dương Trấn Hoa, tuy rằng trong tương lai chúng ta có mối quan hệ tốt với quân đội và cảnh sát, nhưng không có nghĩa là mọi việc chúng ta đều nghe theo sự sắp xếp của họ. Chúng ta cần có chủ kiến, có suy nghĩ riêng của bản thân. Đúng vậy, tim của Dương Trấn Hoa đập thình thịch, đứng lên, trả lời một cách kính cẩn. Sau đó anh ta còn hỏi kỹ, anh Diệp, theo anh chúng ta thực sự không hợp tác với quân đội và cảnh sát sao? Diệp vô phong nháy mắt, đương nhiên chúng ta phải hợp tác, hơn nữa chúng ta cần hợp tác một cách chặt chẽ." "Ơ, ờ, Dương Trấn Hoa chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, không hiểu ý của Diệp Vô Phong là gì." "Diệp Vô Phong thì thào nói, anh có thể cung cấp thêm một số thông tin kịp thời cho cảnh sát, giúp trong quá trình tiêu diệt nhằm loại bỏ được Âu Dương Lôi và Hồ Quý, lập công lao để sau này khi anh to lớn thì mối quan hệ giữa cậu với quân đội và cảnh sát chắc chắn cũng không tệ." Dương Trấn Hoa gật đầu, "À, tôi hiểu rồi." Diệp vô phong không muốn tự mình ra tay giết hại Hồ Quý, vì vậy tốt nhất là để việc đó cho quân đội và cảnh sát làm. Không những vậy, lần này Hồ Quý còn mời đến một nhóm cao thủ. Nếu Diệp vô phong buộc phải đối phó với Hồ Quý, cũng rất có thể giết một nghìn kẻ thù, tự mình đánh bại tám trăm. Điều đó thật không đáng chút nào. Đặc biệt là hôm nay Hồ Quý đã nhắm súng vào cha con Âu Dương Lôi chỉ để giúp Diệp vô phong. Anh đương nhiên không muốn tiêu diệt Hồ Quý. Sao cơ? đấu thầu đường cao tốc lại để hoa cường thắng thầu điều này sao có thể thật là tức chết đi mất khi âu dương lôi biết được tin này liền đập vỡ bình trà đã dùng nhiều năm ra thành từng mảnh thấy vậy khương tam lãng lòng run sợ đây là bảo bối của ông lôi xem ra ông ấy đang rất tức giận đứng lại tam lãng cậu quay lại cho tôi nhìn khương tam lãng chuẩn bị rời đi trong bộ dạng âu lo âu dương lôi lại gào thét lên dạ đây ạ à, thưa ông lôi ông có dặn dò gì Khương Tam Lãng bước đến, mỉm cười rồi đi về. Âu Dương lôi mặt ủ rũ, "Tam Lãng, cậu điều tra cho tôi hoàn cảnh gia đình của những người trong dự án thầu lần này, tôi muốn họ biết rằng, không nể mặt Âu Dương lôi tôi, hậu quả rất nghiêm trọng." Khương Tam Lãng cười, "Ông lôi yên tâm, thuộc hạ sẽ làm việc này ngay lập tức, đảm bảo khiến những gia đình đó biết thế nào là đau." Âu Dương lôi xua tay, "Nhanh lên." Khương Tam Lãng đột nhiên dừng bước, mỉm cười nói, "Ông lôi, Hoa Cường đã thắng thầu." chúng ta không đối phó với họ sao âu dương lôi nghiến răng dù hoa cường đã thắng thầu nhưng nguyên nhân tại sao họ thắng thầu còn nằm ở những người đánh giá tôi muốn những người đó biết đắc tội với âu dương lôi ta sẽ không có kết cục tốt đẹp như vậy từ nay trở đi chúng ta đi đấu thầu còn có ai dám không cho chúng ta trúng thầu còn ai dám khương tam lãng liên tục gật đầu đúng 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 ông lôi ông thật cao tay những chuyên gia đó thực tế đều rất vô dụng ông chỉ cần lên tiếng cảnh báo, chắn chắn sẽ không ai dám vuốt dâu hổ nữa. Âu Dương lôi gật đầu, ừ, làm đi. Vâng, Khương Tam lãng tinh thần hăng hái, đi tìm Trần Cương. Giáo sư tạ minh của Viện Quy hoạch và Thiết kế Phụng Thiên, con trai của ông ta bị tai nạn ô tô trên đường về nhà và bị tàn tật suốt đời. Tương Hải sinh, phó giám đốc cục quản lý đường cao tốc tỉnh Lưu Đông, vợ ông ta nhảy lầu, con gái bị lật tẩy. Giao hậu đức, Kỹ sư đường cao tốc Liêu Đông, từ trước đến nay anh ta vẫn luôn độc thân, khi đi ra ngoài mua sắm, anh ta bị một tên lạ mặt tấn công, dùng vũ khí đánh vào đầu từ phía sau, vẫn còn đang ở ICU chưa tỉnh lại. Trên bàn của Bạch Tinh Đồng, đột nhiên có rất nhiều hồ sơ, hơn nữa đều là những việc xảy ra trong hai ngày gần đây. Đội trưởng Hình, trực giác của tôi mách bảo tôi rằng, ba vụ án này mặc dù khác nhau, nhưng dường như có mối quan hệ gì đó ở bên trong bạch tinh đồng suy nghĩ trên tay cầm một sấp hồ sơ dày cộp hình liên cương cầm hồ sơ qua mắt nhìn sơ qua rồi gật đầu ý cô là họ đều là thành viên của ủy ban đấu thầu đường cao tốc lần này đúng tôi cảm thấy quá trùng hợp đội trưởng hình tôi có linh cảm rằng chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa vì vậy ngay lập tức chúng ta phải bảo vệ các chuyên gia và học giả đã tham gia xét thầu với sự chấp thuận của đội trưởng hình và những suy nghĩ của bạch tinh đồng mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn ừ tôi sẽ báo cáo với cục trưởng lạc ngay lập tức hình liên cương gật đầu nhìn thời gian bây giờ đã nửa đêm rồi nếu không thì ngày mai tôi sẽ báo cáo vậy được bạch tinh đồng đồng ý sau đó trở về ký túc xá của mình để nghỉ ngơi nhưng cô ta ngủ không được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ trung tâm cảnh sát yêu yêu linh đội trưởng bạch lại có một vụ án hình sự lớn nữa lưu vân minh cục trưởng sở giao thông tỉnh liêu đông đã nhảy lầu cách đây nửa tiếng trước nửa tiếng trước bạch tinh đồng lúng túng nhìn đồng hồ lúc đó đã là nửa đêm ôi trời ơi cô ta vội vàng đến văn phòng của đội cảnh sát hình sự hình liên cương đã đến rồi đội trưởng bạch chúng ta lập tức cử cảnh sát hai người vừa đi nhanh ra ngoài bạch tinh đồng vừa nói đội trưởng hình nếu chúng ta báo cáo với cục trưởng lạc sớm có lẽ cái chết của cục trưởng lưu đã có có thể tránh được hình liên cương lại không đồng tình dựa theo thời gian nhảy lầu của ông ta lúc đó là nửa đêm cho dù chúng ta có báo cáo cho cục trưởng lạc, cũng không có cách nào để bảo vệ cục trưởng lưu kịp thời. Bạch tinh đồng khịt mũi, vậy phải báo cáo cho cục trưởng lạc ngay. Hình liên cương dừng lại, được, cô dẫn đội cảnh sát, tôi lập tức báo cáo cho cục trưởng lạc, xin bảo vệ cho các thành viên đánh giá khác. Bạch tinh đồng đã đi ra ngoài được 10 mét, đột nhiên ngoảnh lại và hét to, còn phải bảo vệ người nhà của họ. Được, hình liên cương đồng ý, bắt đầu liên lạc với cục trưởng lạc. Bạch Tinh Đồng đến hiện trường, nhìn thấy cục trưởng Lưu ngã trong bộ dạng không còn nguyên vẹn, một vũng máu to ở đó, nhìn thấy mà phát hoảng. Ở hiện trường, vợ của cục trưởng Lưu đã khóc ngất nhiều lần. Bạch Tinh Đồng ngay lập tức tổ chức cảnh sát, điều tra hiện trường, thăm hỏi mọi người, cố gắng tìm thêm manh mối, đồng thời còn cần xoa dịu vợ của cục trưởng Sở Giao thông tỉnh Lưu Đông bất ngờ gặp tai nạn. Đột nhiên, điện thoại của Bạch Tinh Đồng reo lên, cô ta vội vàng tránh mặt mọi người, trả lời điện thoại alo tôi là Bạch Tinh Đồng. Đội trưởng Bạch, đây là trung tâm cảnh sát yêu yêu linh, chúng tôi vừa nhận được báo án, quán karaoke số 1 ở Hoàng Gia có người đánh nhau, một người chết, người chết tên Lưu Trấn Khôn. Đúng rồi, anh ta là con trai của Cục trưởng Lưu Vân Minh. Cái gì, Bạch Tinh Đồng vô thức nhìn vợ của Cục trưởng Sở Giao Thông tỉnh Lưu Đông khóc ngất nhiều lần, tim cô ta đột nhiên co thắt lại. Chỉ là trong vòng 10 phút, người vợ của Cục trưởng Sở Giao Thông mất đi chồng và con trai, không biết bà ấy còn dũng khí tiếp tục sống nữa không? Quả thật là sự tán tận lương tâm, hung thủ thực sự là ai? Bên kia trung tâm cảnh sát lại nhắc lại một lần nữa, Bạch Tinh Đồng hít sâu, được, tôi biết rồi. Tôi sẽ lập tức đến quán karaoke số 1 ở Hoàng Gia. Tiểu đội 1 tiếp tục điều tra, tiểu đội 2 đi cùng tôi. Bạch Tinh Đồng lập tức ra lệnh, lên xe cảnh sát và phóng đi. Lưu Trấn Khôn đã chết, 28 tuổi, chưa kết hôn, Hiện trường cũng rất thê thảm, năm nhát dao trên người, không gây mất mạng nhưng cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều. Hiện trường còn có 3 người bạn đại học của Lưu Trấn Khôn, một nam hai nữ, rõ ràng họ đến quán karaoke để giải trí nhưng lại bị kẻ vô danh đâm Lưu Trấn Khôn. Các nhân viên y tế đã đến nhưng Lưu Trấn Khôn đã không thể qua khỏi. Chương 433, nhiệm vụ bảo vệ. Mấy kẻ hành hung đâu cả rồi? Bạch Tinh Đồng hỏi thăm ba bạn học của Lưu Trấn Khôn lúc ấy chúng tôi chỉ lo giúp trấn khôn chúng tôi không để ý đến việc mấy người đó chạy đi đâu cả một bạn học nam tỏ vẻ hối hận các cậu đánh nhau với bọn họ sao bạch tinh đồng hỏi bạn học nam đó không phải đâu mấy người đó xông vào phòng bao của bọn tôi sau đó còn cố ý khiêu khích tính tình trấn khôn nóng nảy nên liền nhào vô kết quả là như bây giờ hai mắt cậu bạn kia đã dưng dưng không ai trong bọn tôi lại ngờ rằng chuyện sẽ thành ra thế này Trấn Khôn thật sự chết quá oan uổng. Sau khi thẩm vấn nhân viên, điều tra camera giám sát và thu thập bằng chứng tại hiện trường xong, Bạch Tinh đồng ôm vẻ mặt hầm hầm quay về cục công an, trời cũng đã sáng hẳn. Thân là một cảnh sát hình sự, tin báo án chính là mệnh lệnh, cuộc sống của bọn họ vốn không có bất kỳ quy luật nào như thế. Bộp, Bạch Tinh đồng đập mớ tài liệu vừa mới ghi chép lên bàn làm việc tức chết tôi mà. Đội trưởng hình, phải lập tức bắt giữ Âu Dương lôi ngay thôi. Đây chắc chắn là do gã ta làm." Lạc Viễn Trinh và Hình Liên Cương đều có mặt, hai người nhìn Bạch Tinh Đồng nổi giận, Hình Liên Cương khoát tay, "Đội trưởng Bạch à, những thông tin này có cái nào là chứng cứ nhắm vào Âu Dương Lôi không?" "Hừ, nhưng việc này chắc chắn là do gã Âu Dương Lôi làm." Cái tên khốn kiếp đó, hai tay dính đầy máu tươi. "Cục trưởng Lạc, chúng ta không thể tha thứ cho gã." Bạch Tinh Đồng hầm hực ngồi xuống, trông vẫn còn rất tức giận. "Được rồi, Tinh đồng à, cô ăn chút gì trước đi, nghỉ ngơi một chút, sau rồi hẳn tiếp tục công việc. Việc còn lại, tôi và Liên Cương sẽ phụ trách vụ án liên hoàn này. Lạc Viễn Trinh an ủi. Cục trưởng Lạc, không phải ông đã nói rồi sao, tin báo án chính là mệnh lệnh. Tôi là một cảnh sát hình sự, bản báo án đang ở trong tay, làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi được chứ? Lạc Viễn Trinh nhíu mày, nói, đội trưởng Bạch, tôi lệnh cho cô phải đi nghỉ ngơi. Hả, Cục trưởng Lạc, mệnh lệnh này của ông bất hợp lý quá rồi. Vẻ mặt bạch tinh đồng đầy sự mệt mỏi nhưng lại không can tâm, cô ta cắn răng nói, Âu Dương lôi làm sằng làm bậy như vậy, tôi nhất định phải tống anh ta vào tù. Hình Liên Cương nói, đội trưởng Bạch Hà, chúng tôi tất nhiên đều muốn tống Âu Dương lôi vào tù, nhưng cái gã này quá xảo trá, để tóm được thóp của gã thật sự không dễ dàng gì. Cô vẫn nên nghe theo lệnh của cục trưởng Lạc đi, nghỉ ngơi trước đã rồi hẳn làm việc sau. Lạc Viễn Trinh gật đầu, đúng đấy, không nghỉ ngơi hợp lý thì sao mà làm việc cho được. Chúng ta đi thôi. Thế là Bạch Tinh Đồng lái xe đi tìm Diệp Vô Phong, nhưng chính cô ta cũng không ngờ rằng khi đến bãi đỗ xe của chi nhánh công ty Hoa Cường, vừa dừng xe lại thì cơn buồn ngủ ập tới, cô ta ngủ thiếp đi. Tổng Giám Đốc Diệp, Cảnh sát Bạch đến tìm anh. Vì Hàn Kỳ nhận ra chiếc xe có biển số xe dân dụng của Bạch Tinh Đồng chạy vào bãi đỗ xe, trong mấy phút Bạch Tinh Đồng không ra khỏi xe, hàn kỳ lại trùng hợp đụng mặt diệp vô phong nên không kiềm được báo cáo ngay hả cứ để cô ấy đến gặp tôi diệp vô phong đi thẳng vào thang máy thật ra anh đã biết việc ban đấu thầu lần này xảy ra chuyện bất ngờ diệp vô phong cũng nghĩ rằng hành động trả thù này chắc chắn đương nhiên là do âu dương lôi làm nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là trong tất cả thành viên thuộc ban đầu thầu còn nhà ai là chưa xảy ra chuyện vì thế diệp vô phong đã phái đường trảm và dương trấn hoa đi điều tra Diệp Vô Phong trở lại phòng làm việc của mình, nhận tin báo từ đường trảm và Dương Trấn Hoa, đột nhiên nhận ra một chuyện, hử. Không phải Bạch Tinh Đồng đã đến sao? Sao lâu như thế mà cô ấy vẫn chưa lên? Bạch Tinh Đồng đến nơi này cũng giống như về nhà mình, không hề cố kỵ, vệ sĩ Hàn Kỳ chắc chắn cũng sẽ không ngăn cản cô ta. Nhưng mà 20 phút đã trôi qua, sao cô nàng còn chưa lên? Với tính tình hấp tấp vội vàng của cô nàng sao có thể chậm chạp như vậy được? thế là diệp vô phong không nhịn được liền gọi cho hàn kỳ hàn kỳ anh đi xem thử giúp tôi cảnh sát bạch có phải đã về rồi không hả à được hàn kỳ tiếp nhận mệnh lệnh vội vàng đi đến bãi đỗ xe mấy phút sau diệp vô phong đã nhận được cuộc gọi đến từ hàn kỳ tổng giám đốc diệp chuyện là cảnh sát bạch đã ngủ quên rồi ngủ quên ở trong xe diệp vô phong khẽ giật mình đúng vậy hàn kỳ cố nhỏ giọng đến hết mức anh diệp tôi phải đánh thức cô ấy hay sao ạ à? không cần đâu, để tôi xuống dưới đó. Diệp vô phong nghĩ hoài cũng không hiểu nổi tại sao Bạch Tinh Đồng lại cứ chạy đến bãi đỗ xe chi nhánh công ty Hoa Cường để ngủ. Cốc cốc, Diệp vô phong đi vào bãi đỗ xe, gõ nhẹ vào cửa sổ xe. Hở, dù sao thì Bạch Tinh Đồng cũng là cao thủ cấp đại sư, tính cảnh giác rất cao, nghe thấy tiếng gõ cửa xe liền tỉnh rất ngay. Cô ta rụi mắt, còn hơi mơ màng, hả? Diệp vô phong, tôi đang ở đâu đây? Diệp vô phong kéo cửa xe ra, quan sát cô ta từ trên xuống dưới cảnh sát bạch cứ thích chạy đến hầm đỗ xe của chi nhánh công ty hoa cường để ngủ đây cuối cùng là ý gì đây hả trời ơi tôi thế mà ngủ quên mất trong xe lúc này bạch tinh đồng mới tỉnh ngủ lập tức thấy xấu hổ à diệp vô phong tối hôm qua mới xảy ra mấy vụ án diệp vô phong khoát tay đừng nói nữa tôi biết rồi anh biết tôi cảm thấy chắc chắn là do âu dương lôi làm nhưng mà cục trưởng lạc và đội trưởng hình không đồng ý bắt dư Âu Dương Lôi. Sọng điệu Bạch Tinh Đồng có vẻ hơi tủi thân. Diệp vô phong gật đầu, hướng nghi ngờ của cô đương nhiên đúng. Nhưng bây giờ, liệu cô có nghĩ rằng muốn tóm được bàn tay gây tội kia của đối phương thì phải bảo vệ những người còn lại của ban đấu thầu hay không? Trời ơi, đúng ha, tôi lập tức gọi cho cục trưởng lạc đây. Bạch Tinh Đồng vội vàng lấy điện thoại gia định quay số gọi cho cục trưởng lạc. Diệp vô phong vươn tay ngăn cản, lắc đầu, nói ông cục trưởng lạc gian trá đó chắc chắn đã nghĩ ra từ lâu rồi. Bạch tinh đồng hận đến nghiến răng, cái lão hồ ly này. Cố ý đuổi khéo tôi đi, hóa ra là bận sắp xếp nhiệm vụ bảo vệ. Diệp vô phong đưa điện thoại sang, trên màn hình là danh sách thông tin, tiêu Thủ nguyên, nam, 49 tuổi, phó kỹ sư trưởng cục quản lý đường cao tốc, đã ly hôn, con trai là tiêu đăng phong, hiện đang học năm ba đại học Phụng Thiên. Hả, Bạch Tinh Đồng vui mừng vô cùng, anh có những thông tin này rồi à? Tốt quá rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Diệp Vô Phong nói, cô cũng đã mệt tới như vậy rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Nhiệm vụ bảo vệ tiếp theo cứ giao cho tôi xử lý. Không, tôi nhất định phải tham gia. Bạch Tinh Đồng đương nhiên không phục. Diệp Vô Phong bất đắc dĩ trả lời, được thôi, vậy chúng ta lập tức đi bảo vệ tiêu đăng phong thôi. Cô yên tâm, phía tiêu thụ nguyên đã có người đi bảo vệ rồi. Được, cứ thế đi, quả nhiên Bạch Tinh Đồng vừa nghe nói có tình tiết trong vụ án, lập tức lên tinh thần ngay. Diệp Vô Phong nói, làm phiền cô chuyển qua ngồi ghế phụ, để tôi lái xe, cô tiện thể ngủ được một lúc trên xe. À, được, Bạch Tinh Đồng ngồi vào ghế lái phụ, thắt kỹ dây an toàn, nhìn Diệp Vô Phong khởi động xe, cô ta nói, nhưng anh không được thừa lúc tôi ngủ quên mà chiếm lợi đâu đấy. Thật ra câu này chẳng khác gì, nhân lúc tôi ngủ quên, nếu anh không chiếm lợi thì anh chắc chắn là đồ đần. Diệp vô phong lái xe đi, khụ khụ, cô yên tâm, tôi không có hứng thú. Anh, Bạch Tinh đồng trợn mắt liếc Diệp vô phong, anh nói thế là ý gì hả? Tôi xấu cỡ vậy à? Đến cả hứng thú chiếm lợi từ tôi mà anh cũng không có luôn à? À, chuyện đó, thật ra tôi cũng có ý nghĩ đó, nhưng tôi không nên phản bội thư âm, đúng không? Diệp vô phong cười cười, cô vẫn nên nhắm mắt lại ngủ đi chương 434, bảo vệ kẻ cặn bã. Hừ, Bạch Tinh Đồng liếc mắt tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng cô ta vẫn ngáp một hơi, tiếp tục dựa vào lưng ghế, kẹo đầu sang bên, trong nháy mắt đã ngủ thiếp đi. Trong lòng Diệp vô phong bỗng dưng trào ra sự thương tiếc, anh lại càng thêm ghét cay ghét đắng Âu Dương Lôi, cái gã khốn kiếp này làm hại Bạch Tinh Đồng không có chút thời gian nào để ngủ. Trong trường Đại học Phụng Thiên, Tiêu Đăng Phong chính là một tên công tử đào hoa, Bên cạnh luôn có một cô gái đi theo, lần này còn mang theo cả hai cô đi vào quán ăn ven đường ăn cơm. Quán ăn bên đường Phụng Thiên đều đã treo rèm vải chống lạnh và ăn ở bên trong quán. Bởi vì bên ngoài trời thật sự quá lạnh, bày quầy bán nhưng vừa múc thức ăn ra khỏi nồi đã lạnh ngắt, không cách nào ăn uống được. Hơn nữa, cho dù có cửa sổ thủy tinh nhưng bên trong có hơi nước, trên cửa sổ lập tức toàn là hơi nước mờ mờ, hoàn toàn không thể nào thấy được bên ngoài. Thật ra từ khi Tiêu Đăng Phong vừa bước ra khỏi cửa trường đại học thì Diệp Vô Phong đã đi theo phía sau xe anh ta. Tiêu Đăng Phong tất nhiên cũng không ngờ được lại có người đi theo phía sau anh ta. Đưa hai cô gái ra ngoài ăn cơm, Tiêu Đăng Phong còn pha trò trêu gẹo hai cô gái cười khanh khách, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ. Diệp Vô Phong và Bạch Tiêu Đồng đang hủy hoài tiến vào quán cơm, nơi này vô cùng náo nhiệt. Vẻ đẹp của Bạch Tinh Đồng thu hút không ít sự chú ý, nhất là phái nam gần như là hai mắt lập tức sáng như đèn pha ô tô gọi mấy món ăn diệp vô phong và bạch tinh đồng ngồi đối diện nhau dùng bữa tinh thần của bạch tinh đồng cũng trở nên tốt hơn ngay bởi vì tiếng nói của mọi người quá lớn nên cuộc đối giữa diệp vô phong và bạch tinh đồng không khiến mọi người xung quanh chú ý mấy từ sau khi bạch tinh đồng bước vào nhất là khi thấy bạch tinh đồng cởi áo khoác để lộ dáng người hấp dẫn ánh mắt tiêu đăng phong liền bị hút lấy cực phẩm Nhìn lại hai nữ sinh viên bên cạnh, quả thật là không thể nào vừa mắt được nữa. Vì vậy, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào Bạch Tinh Đồng, vừa rồi còn nói cười vui vẻ nhưng giờ đã dừng lại. "Anh Phong, anh làm sao vậy? Anh ăn cái nào, em lấy cho anh ăn nha." Hai cô gái bên cạnh đương nhiên cũng nhận ra sự khác lạ của Tiêu Đăng Phong, không nhịn được nổi máu ghen tị, cố tình nhìn chằm chằm về phía Bạch Tinh Đồng, làm nũng với Tiêu Đăng Phong. Tiêu Đăng Phong mất kiên nhẫn chừng hai người họ, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Tinh Đồng. Nhưng Bạch Tinh Đồng đưa lưng về phía họ, mà khoảng cách giữa hai bên ít nhất cũng 4 mét, cô sẽ không thể nào phát hiện ra bên này có người đang nhắm đến mình. Tiêu Đăng Phong đã hơi say, hai cô gái cũng uống không ít rượu, lại còn một trái một phái giúp vào người anh ta, dịu dàng gọi anh Phong anh Phong. Thật ra hai cô gái chủ yếu làm vậy để thị uy với Bạch Tinh Đồng, bởi vì mỹ nữ như Bạch Tinh Đồng dù là ở đâu cũng dễ khơi lên sự ghen ghét của phụ nữ. Tiêu Đăng Phong bỗng nhiên đứng dậy, đẩy hai cô gái kia ra, loạn choạng đi về phía bàn Diệp Vô Phong, trong tay còn cầm theo chai rượu, tay còn lại cầm ly rượu. Diệp Vô Phong nhìn anh ta đi từng bước một về phía này, hoàn toàn không động đậy. Cạch, chai rượu và ly rượu được đặt xuống bàn của Diệp Vô Phong, ánh mắt Tiêu Đăng Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Bạch Tinh Đồng, mỹ nữ, tôi đến mời cô một ly được không tiêu đăng phong cười nụ cười tự cho là đẹp trai lai láng nháy mắt với bạch tinh đồng bạch tinh đồng cau mày cảm thấy bản thân đến bảo vệ cái tên này đúng là lãng phí thời gian tôi phải lái xe không uống rượu bạch tinh đồng từ chối tiêu đăng phong cười ha ha để lộ hàm răng trắng sáng chỉnh tề mỹ nữ à cô không uống rượu cũng không sao tôi uống cạn còn cô cứ tùy ý uống gì cũng được bạch tinh đồng lại cau mày ra hiệu với Diệp Vô Phong, cậu không thấy bạn trai tôi còn ở đây à? Hình như lúc này Tiêu Đăng Phong mới nhìn thấy Diệp Vô Phong, kinh ngạc nói, ôi anh trai này, thoạt nhìn anh chính là kiểu người tấm lòng rộng lớn bao dung, nếu không thế này đi, anh nhường tôi chỗ này nhé. Nói xong, anh ta còn móc ra 700.000, anh tới bàn khác uống rượu ăn cơm đi nhá. Diệp Vô Phong cảm thấy cái tên này đúng là buồn cười. Nhưng Diệp Vô Phong đến để bảo vệ anh ta. Bởi thế, diệp vô phong chỉ mỉm cười lắc đầu không quan tâm tới anh ta phối hợp gắp đồ ăn uống rượu thật ra từ lúc diệp vô phong bước vào đã thấy ở bàn bên cạnh bàn tiêu đăng phong có bốn người đàn ông đông bắc cao to lực lưỡng khi họ ăn cơm uống rượu lớn tiếng nói chuyện thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt bén như giao nhìn về phía tiêu đăng phong mấy lần hiển nhiên bốn gã đàn ông này đến để chăm sóc tiêu đăng phong đáng tiếc chàng công tử đào hoa này vốn sống trong xã hội yên bình đẹp đẽ không hề có chút cảnh giác đối với nguy hiểm nào với những người xung quanh. Bạch Tinh Đồng cũng cảm thấy hành vi của Tiêu Đăng Phong thật buồn cười, cho dù Diệp Vô Phong không chừng trị cái tên này thì đương nhiên cô cũng sẽ không cảm thấy Diệp Vô Phong đang e ngại điều gì. Cô ta rất muốn biết liệu khi đối mặt với tình huống thế này Diệp Vô Phong sẽ ứng phó như thế nào. Diệp Vô Phong biết Bạch Tinh Đồng đang nhìn mình, chỉ có thể tiếp tục không nhìn đến hai tờ tiền mà cái tên công tử kia đặt xuống chỗ mình anh cảm thấy cách làm này của tiêu đăng phong quả đúng là y hệt một con kiến đang khiêu khích một con voi đang nói chuyện với mày đó điếc à tiêu đăng phong thế mà lại nổi giận bực bội nhìn diệp vô phong diệp vô phong liếc mắt nhìn anh nhìn thấy bốn tên đàn ông kia đang nhìn sang bên này cả đám bọn họ đều lộ ánh mắt xíu cợt quay về bàn của mình lo ăn cơm giọng điệu diệp vô phong vẫn thản nhiên thậm chí còn không thèm quan tâm đến hành vi khiêu khích của tiêu đăng phong A, à, mẹ nó mày muốn chết hả? Tiêu Đăng Phong thân là con nhà giàu, từ trước tới giờ ở trường Phụng Thiên luôn cảm thấy bản thân hơn người, anh ta muốn tán cô gái nào thì chưa từng đụng phải có người cự tuyệt. Hơn nữa, khi xảy ra mâu thuẫn với người khác đều ỷ vào quan hệ của bố mình, lần nào cũng chiếm lợi từ người khác nên tạo thành thói quen tính tình ngang ngược như thế này. Bốp, Diệp Vô Phong thật sự không nhịn được, dùng một tay đánh vào bên má phải của Tiêu Đăng Phong, tay trái thì đẩy anh ta một cái sau cướp lấy chai rượu trong tay tiêu đăng phong, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, về bàn của mình đi, đừng có kiếm chuyện. Bạch tinh đồng bày vẻ như đang dạy dỗ con nít, nhanh lên, cút về bàn nhanh. May mẹ nó, khi tiêu đăng phong vung mạnh nắm tay định đấm diệp vô phong lại bị bạch tinh đồng gạt chân té nhào, nhóc con, nghe lời chút không được à. Phịch, dáng người của tiêu đăng phong cao lớn như thế, bị gạt chân ngã trên đất, chật vật vô cùng, còn điếm này, có tin tối nay ông đây gọi bạn tới thay phiên cưỡi mày không hả? Nói xong, tiêu đăng phong bò dậy, tay chộp lấy một cái băng ghế. Mày để xuống cho bà, trong lòng bạch tinh đồng đang uất ức muốn chết, không phải là đi bảo vệ người ta à, không ngờ là mục tiêu cần bảo vệ lại là cái thứ cặn bã như thế này. Tiêu đăng phong bị cô mắng lại một câu, tức giận, cái con này, mày lấy đâu ra cái giọng lớn lối thế hả? Anh ta cầm băng ghế, thoáng nhìn qua Diệp Vô Phong vẫn đang bình tĩnh uống rượu ăn cơm. Anh ta khó mà hiểu nổi, phụ nữ của mình đang đánh nhau với người ta mà còn có thể bình tĩnh như thế, có còn là đàn ông không vậy? Thế mà vừa nãy mình còn bị cái tên chẳng phải đàn ông này tát cho một cái. Trong lúc anh ta còn đang do dự, bốn gã đàn ông cao to kia liền nói chen vào, tôi nói này người anh em, tất cả mọi người đều tới để ăn cơm, cậu không thể nhường nhịn mỹ nữ một chút được à? Đừng làm mất mặt đàn ông thế chứ. Anh Phong à, về bàn ăn cơm tiếp nha. Hai cô gái thấy làm phiền nhiều người, vội vàng khuyên giải. Chương 435, không còn nước tiểu để tiểu. Mặt trái của Tiêu Đăng Phong vẫn còn đau rát, bốn đầu ngón tay in trên mặt vẫn còn khá rõ ràng. Mặc dù Tiêu Đăng Phong rất ngang ngược, nhưng anh ta biết người đẹp kỳ quái này bản lĩnh rất lợi hại. Bản thân anh ta vốn dĩ không phải là đối thủ của người ta. Anh ta suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định người thức thời sẽ không chịu thua thiệt trước mắt nhưng anh ta bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, thật sự không có cách nào để ăn cơm ở đây. Thế là anh ta trực tiếp đi ra cửa, quay đầu chừng mắt nhìn Diệp vô phong, thằng nhóc, có gan thì cứ ở đây đợi đi. Diệp vô phong suýt chút nữa bật cười, chỉ dựa vào thằng nhóc trai trai như tiêu đăng phong mà cũng dám nói như vậy với anh. Hai cô gái cũng nhanh chóng theo sau, ba người vừa ra khỏi cửa, bốn tên đàn ông vạm vỡ cũng dùng mắt ra hiệu cho nhau sau đó đứng dậy theo ra ngoài diệp vô phong cũng thản nhiên đứng lên bạch tinh đồng cũng nhanh chóng đi theo hai người mặc áo khoác rồi bước ra ngoài anh phong anh đừng tức giận lúc nãy con gái điếm kia dám đánh anh chúng ta gọi người đến đánh cô ta đúng đó đôi cầu nam nữ vừa rồi thật quá đáng vậy mà lại dám đánh anh phong hay là chúng ta gọi vài người đến đây đi tiêu đăng phong lúc đó thật sự đang gọi người đến Bốn tên đàn ông to lớn trông có vẻ đã uống nhiều, lảo đảo đi về phía của ba người họ. Bốn tên đàn ông to lớn này thật ra cũng đã chú ý đến hai người Diệp Vô Phong, nhưng bọn họ cảm thấy rằng nếu như tên khốn Tiêu Đăng Phong này đã đắc tội với đôi nam nữ có võ lợi hại này vậy thì hai người họ chắc chắn sẽ không giúp đỡ anh ta nữa. Tiếng hét của hai cô gái lập tức vang lên. Này, anh động vào tôi làm cái gì vậy? A, à, anh dám ăn đậu hũ của tôi, cút ngay! tiêu dịch phong vẫn chưa gọi điện thoại xong liền nhìn thấy bốn tên đàn ông to lớn kia ác ý cố tình siết chặt hai cô bạn gái của anh ta anh ta lập tức tức giận khốn nạn bọn mày có biết tao là ai không lập tức xin lỗi cho tao nếu không tao sẽ chặt hai chân của bọn mày ái trà thằng nhóc con cóc ngáp như mày đầu không to nhưng khẩu khí cũng không nhỏ nha thằng nhóc để hai em gái này ở đây cho các ông chơi một đêm nếu không hôm nay các ông đấy sẽ đánh gãy hai chân của mày Đúng đấy, hai em gái theo bọn anh đi chơi đi. Ha ha, đảm bảo sẽ làm cho các em sướng như lên trời. Chính vào lúc bốn gã đàn ông to lớn đang cố trêu chọc, kéo hai cô gái, một tên đi về phía của Tiêu Đăng Phong thì Diệp Vô Phong đến. Buông bọn họ ra, giọng điệu của Diệp Vô Phong vô cùng nhạt nhẽo. "A, à, người anh em bớt lo chuyện bao đồng đi." Một gã đàn ông to lớn lông mày rậm đang ôm eo của một cô gái nhìn Diệp Vô Phong đầy ác ý. Thằng khốn Bạch Tinh Đồng lập tức tức giận, xông lên trước đấm gã một đấm, tên đàn ông to lớn không tránh được bị Bạch Tinh Đồng đấm ngã, ngửa mặt lên trời. Tiêu Dịch Phong mặt đầy sợ hãi không biết phải làm sao, thấy đột nhiên có người đến giúp đỡ lại còn là đôi nam nữ anh ta vừa đắc tội lúc nãy, Tiêu Đăng Phong trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Xoạt, tên đàn ông to lớn đứng gần Tiêu Đăng Phong nhất đột nhiên rút dao găm ra trực tiếp đâm về phía. Tiêu Đăng Phong, thực sự rất mạnh. A! À tiêu đăng phong không ngờ đối phương trực tiếp dùng dao, trong chốc lát dao găm đã đâm tới ngực tiêu đăng phong. Đây là muốn lấy mạng mà. Nhưng mà anh ta không hề thấy con dao đâm vào ngực mình mà cảm thấy trước mắt vừa hoa thì Diệp vô phong đi đến bên cạnh anh ta, vươn tay bắt lấy tay của tên đàn ông to lớn. Vì vậy, con dao găm không thể đâm về phía trước một phần nào nữa. Thình thịch, Diệp vô phong huyết cùi trỏ vào ngực của gã đàn ông to lớn làm cho hắn ta ngã ra đất. Bạch Tinh Đồng lúc này cũng đã đánh ngã ba gã đàn ông to lớn còn lại. Trận đấu đơn giản như vậy liền kết thúc. Tiêu Đăng Phong hoàn toàn choáng váng, hai cô gái kia cũng ngốc, ba người người bọn họ ánh mắt mập mờ, bỗng không biết nên nói gì. Bạch Tinh Đồng giữ lấy tay của một gã đàn ông to lớn, cho chéo hai tay của gã ra đằng sau, dùng đầu gối ghì chặt đằng sau, nói: "Ai sai bọn mày tới?" "Không có ai sai bọn tôi cả, bọn tao chỉ là nhìn thằng nhóc này không vừa mắt." nhìn thấy hắn vừa rồi chửi cậu, thật là không ra gì nên bọn tôi mới muốn dạy cho anh ta một bài học. Câu trả lời của gã đàn ông quả thật rất khéo. Diệp vô phong dẫm lên chân phải của gã đàn ông mà anh đánh ngã khi nãy, nói, là ai sai bọn mày tới. Gã đàn ông to lớn lúc này mới thở hổn hển, lo lắng lắc đầu, không có ai sai bọn tôi tới đây cả, bọn tôi chỉ là bênh vực kẻ yếu thôi. Diệp vô phong chân dùng sức, răng rắc, Tiêu Đăng Phong có thể nghe rõ tiếng xương gãy của gã kia. Ao, âm thanh kinh khủng này du dương trầm bổng vô cùng sắc bén. Tiêu Đăng Phong chỉ cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, mẹ ơi! Đôi nam nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Anh ta và hai cô gái, cả ba người đứng ngốc ra đó, quên cả việc chạy trốn. Nói, nếu không nói tao sẽ đánh gãy cả ba chân của mày. Diệp vô phong tiếp tục dẫm lên một chân khác của gã đàn ông to lớn, một cô gái lẩm bẩm nói, anh Phong, thằng nhóc kia làm gì có ba chân đâu. Tiêu đăng Phong nhếch mép, trong lòng nổi cáu, anh ta đương nhiên biết rõ cái chân thứ ba của đàn ông mới chính là bộ phận quan trọng nhất. Lúc nãy anh ta sao 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 lên não mới đi trêu cô gái xinh đẹp bạo lực kia. Bây giờ cái chân thứ ba của anh ta đích thực là đang gặp nguy hiểm. Gã đàn ông to lớn ở dưới chân của Diệp vô phong đau đến mức thở liên tục, toàn thân run rẩy nhưng lại nghiến răng không nói. Diệp vô phong lại dùng sức dẫm xuống, răng rác, ao, gã đàn ông to lớn gầm lên một tiếng, toàn thân cứng đờ liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này tiêu đăng phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, đúng quần đột nhiên nóng lên vậy mà anh ta lại tiểu ra rồi. May mà hôm nay anh ta mặc chiếc quần dày, cũng thấm nước rất tốt, nên nước tiểu mới không từ ống quần chảy ra ngoài. Bạch tinh đồng như một cảnh sát, cho dù cô có đủ bạo lực nhưng không không thể giống được như Diệp vô phong, ra tay vô tình. Diệp vô phong ngồi xuống, nhìn mặt của gã bị đánh gãy hai chân thẳng tay tát gã một cái. Gã đàn ông to lớn tỉnh lại, nhìn thấy Diệp vô phong giống như nhìn thấy ác quỷ, sợ đến mức tim gan lạnh toát, liều mạng muốn trốn ra phía sau, hai tay trống xuống đất, khó nhọc bò được nửa mét, toàn thân run rẩy căn bản không thể dừng lại. Diệp vô phong hứng hờ nói, nói đi, rốt cuộc là ai sai bọn mày tới. Tiêu đăng phong chấp mắt ngờ vực, ai sai bọn mày tới. Tại sao hai người này lại hỏi câu hỏi như vậy? Là, là ông lôi, gã đàn ông cao to không thể chịu đựng được nữa, đau đớn của cái chân bị gãy đã làm cho gã ta hoàn toàn sụp đổ. Khi đó Bạch Tinh Đồng đã liên lạc với cấp dưới, rất nhanh sau đó xe cảnh sát đã tới nơi. Đến tận lúc đó Tiêu Đăng Phong mới hiểu, hóa ra hai người này đều là cảnh sát. Chú cảnh sát, kia gì cảnh sát, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tiêu Đăng Phong thấp thỏm không thôi đi đến trước mặt Diệp Vô Phong. Bốn gã đàn ông to lớn bị đưa lên xe cảnh sát, Bạch Tinh Đồng lạnh lùng nhìn Tiêu Đăng Phong, hiện tại anh đang ở tình thế rất nguy hiểm, chúng tôi được lực lượng cảnh sát phái đến để bảo vệ cho anh. A, à, đầu óc Tiêu Đăng Phong nhất thời không không quay được, lúc nãy anh ta lại trêu, gì cảnh sát này? Có điều gì cảnh sát này cũng quá xinh đẹp rồi, nhưng anh ta bây giờ đến nhìn Bạch Tinh Đồng một cái anh ta cũng không dám. Cảm ơn, cảm ơn. Tiêu Đăng Phong rất khó đoán được bốn gã đàn ông to lớn kia sẽ làm gì với anh ta. Bạch Tinh đồng nói, bốn người này là do Âu Dương lôi phái đến để giết anh. Hả, với nhận thức của Tiêu Đăng Phong đến tận bây giờ mới hiểu được nguyên nhân, trong giây lát anh ta lại muốn tiểu lần nữa chỉ là bây giờ đã không còn nước tiểu để tiểu nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 436, bị ngăn chặn rồi tôi ông lôi tại sao lại muốn giết tôi tiêu đăng phong kinh hãi sắc mặt tái nhợt toàn thân phát run âu dương lôi ở phụng thiên là người của thế giới ngầm ai dám đắc tội với anh ta nếu ông ta mà đối phó với ai thì người đó khẳng định sẽ không có kết cục tốt đẹp bạch tinh đồng nói anh theo bọn tôi về đồn cảnh sát đi yên tâm lực lượng cảnh sát sẽ bảo vệ anh việc âu dương lôi muốn đối phó với anh có liên quan đến bố mẹ anh a à, đúng đúng Tiêu Đăng Phong lúc này rất nghe lời, cho dù đúng quần bị ướt rất khó chịu nhưng so với cái mạng nhỏ của anh ta thì chút khó chịu này có đáng là gì. Trong lúc đưa người của Âu Dương lôi về cục cảnh sát Bạch Tinh Đồng nhận được thông báo, "Đội trưởng Bạch, bên chúng tôi xảy ra chuyện. Nhanh, chúng tôi bị chặn lại rồi." "Tiểu Trương, đừng lo, tôi sẽ đến ngay." Bạch Tinh Đồng lập tức định vị vị trí của Tiểu Trương, để cho Diệp Vô Phong cầm điện thoại của cô dẫn đường, cô ta lấy đèn cảnh sát treo lên nóc xe chạy như bay đến. Cô ta hoàn toàn không hề thông báo với những cảnh sát khác bởi vì cô ta biết rõ có Diệp Vô Phong ở đây có thể bằng một tiểu đội cảnh sát, hơn nữa còn có cao thủ như cô ta cùng phối hợp. Tiêu Thụ Nguyên đã ly hôn được 7 năm rồi, sau khi tan làm anh ta cùng với bạn gái mới của mình, một cô gái xinh đẹp người Đông Bắc đi vạn đạt nhàn dỗi đi mua sắm, tiểu đội của Tiểu Trương có 4 cảnh sát mặc thường phục đi theo sau bảo vệ mà Tiêu Thụ Nguyên hoàn toàn không biết gì. Quảng trường vạn đạt nhộn nhịp, người đông nghìn nghịt, bọn họ lách trong đám đông mấy cảnh sát mặc thường phục phía sau chỉ có thể theo sát hơn một chút, cảnh giác với phạm vi xung quanh. Nhưng tiêu thụ nguyên đã bị theo dõi, anh ta đương nhiên cũng sẽ không biết rõ tình hình. Mặc dù nhóm người tiểu trương kinh nghiệm phong phú, cũng nhìn thấy mấy người khả nghi nhưng đối phương không có ý định ra tay nên mấy người tiểu trương cũng không thể trực tiếp bắt họ được. Hơn nữa vào khoảng thời gian hơn 9 giờ ở quảng trường Vạn Đạt có rất nhiều người, dưới tình hình này dù có súng trong tay bọn họ cũng không dám tùy tiện sử dụng tránh làm bị thương những người khác. Một đồng đội của Tiểu Trương nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mặc áo lông vũ đội mũ lưới chai, nhìn thấy anh ta đang chen về phía Tiêu Thụ Nguyên, người cảnh sát mặc thường phục không thể nhìn được nữa. Bọn họ đến đây để bảo vệ Tiêu Thụ Nguyên, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Thụ Nguyên gặp nguy hiểm. Thế là anh ta lao vào người đàn ông đội mũ lưới chai, ôm chặt gã ta từ phía sau. Người đồng đội của anh ta lập tức rút súng ra ghi chặt vào eo của gã, không được cử động, cảnh sát đây. Gã đội mũ lưới trai không động đậy nói, cảnh sát. Các người tìm tôi làm gì? Gã cao hơn 1m8 vì vậy khi giơ tay lên vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Bớt nói nhảm, lục soát. Trong đám đông hành động nhỏ này không thu hút quá nhiều sự chú ý. Những tên đồng bọn của gã đương nhiên sẽ chú ý đến điểm này xung quanh có vài nam nữ lợi dụng đám đông chen lấn chen mạnh về phía cảnh sát cố ý đem người cảnh sát mặc thường phục đang giữ chặt gã đàn ông đội mũ lưỡi chai xô đong đưa lúc tiểu trương và một đồng đội khác chú ý đến tình huống này thì muốn nhanh chóng đi đến bên tiêu thụ nguyên nhưng xung quanh có một vài thanh niên dùng cơ thể cứng rắn chặn hai người họ tiểu trương ý thức được chuyện chẳng lành liền vội vàng gọi điện thoại cho bạch tinh đồng trong đám đông cũng có mấy người khả nghi xuất hiện cách chỗ của tiêu thụ nguyên không xa lợi dụng đám đông để ẩn lấp rất nhanh đã đến bên cạnh tiêu thụ nguyên. Tiêu thụ nguyên, nguy hiểm, tiểu trương sau khi gọi điện xong hét to lên để nhắc nhở ông ta. Trong lúc ồn ào như vậy âm thanh của anh ta không hề có tác dụng, tiêu thụ nguyên chỉ nghe thấy có người gọi tên của ông ta, nhưng dáng người của ông ta nhỏ đám đông xung quanh hoàn toàn che mất tầm nhìn của ông ta. Bốn người bọn tiểu trương hoàn toàn bị vây quanh, hoàn toàn không thể di chuyển. Hơn nữa, sau khi lục soát người của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai không hề tìm thấy bất kỳ vũ khí khả nghi nào trên người của gã ta. Cút đi, người mặc thường phục cầm súng đẩy gã đàn ông đội mũ lưỡi trai ra. "Ơ, ờ, anh tùy tiện bắt tôi liền đòi lục soát, không cảm thấy quá đáng sao?" Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai không đi giữ chặt người cảnh sát cầm súng, "Ông đây không làm chuyện phạm pháp, các người dựa vào đâu mà bắt ông?" "Cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người sao? Ông đây là một công dân tuân thủ pháp luật chân chính." thật ra nếu mà là công dân tuân thủ pháp luật chân chính thì sẽ không có phản ứng lớn như vậy cách mà gã đàn ông đội mũ lưới chai kia làm hoàn toàn là vì muốn bao che cho đồng bọn của gã làm hại tiêu thụ nguyên cảnh sát thì sao ở nơi đông đúc như quảng trường vạn đạt cho dù bọn chúng có phạm tội trước mắt cảnh sát bọn họ thì chúng vẫn có thể dễ dàng trốn thoát đây chính là lý do vì sao bọn chúng chọn chỗ này kia cho dù là cảnh sát mặc thường phục có tố chất được đào tạo cũng không thể nào chú ý được hết tất cả những nguy hiểm ở xung quanh. Người cảnh sát mặc thường phục lúc nãy ôm gã đàn ông đội mũ lưỡi chai ở trong đám đông bị đâm một dao, anh ta lập tức lấy tay che lại vết thương ở eo, lúc quay đầu lại nhìn anh ta căn bản không hề biết ai đã ra tay với mình. Dao găm vẫn còn ở trên eo, bàn tay anh ta đầy gập máu tươi của chính mình. Tiểu thường, Tiểu Trương vẫn đang trong đám đông chen về hướng của tiêu thụ nguyên nhìn thấy tình trạng của tiểu thường liền hét to lên, cậu sao vậy, nói chuyện đi. Tiểu thường đau đớn thở phù một hơi rồi ngã xuống đất. Những người xung quanh lập tức cố gắng hết sức tránh ra để tạo ra thành một vòng tròn nhỏ. Tiểu thường, tiểu trương thét lên một tiếng dùng sức chen đến chỗ tiểu thường đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu 120. Tiểu trương chen đến bên cạnh tiểu thường liên tục an ủi, tiểu thường, kiên trì một chút, Xe cứu thương sắp đến rồi. Súng của tôi, Tiểu Thường nói một cách khó khăn, gần như không mở được mắt. A, à, Tiểu Trương giật mình, súng của cậu ở đâu? Tiểu Thường nhìn về phía những người xung quanh, lúc tôi bị thương. Vừa nghiêng đầu, Tiểu Thường đã như vậy mà chết. Tiểu Trương tìm bên người Tiểu Thường nhưng lại không hề tìm thấy khẩu súng lục. Để mất súng không những phải chịu trách nhiệm lớn mà nó còn tạo ra mối nguy cơ to lớn về an toàn. Tiểu Trương vô cùng đau lòng nhưng cũng lo lắng đứng lên, lúc nhìn về phía mọi người xung quanh đột nhiên trong lòng cảm thấy bất lực. Bằng, Tiểu Trương đột nhiên bắn một phát súng lên trời, chúng tôi là cảnh sát. Xin hãy hợp tác với chúng tôi. Tiếc rằng hiện trường bây giờ quá hỗn loạn, các loại tiếng ồn, âm thanh trò chơi thực sự rất lớn, phát súng này vang lên trong đống âm thanh hỗn độn này nghe cũng chỉ giống như một phát súng bắn trong trò chơi mà thôi. Đương nhiên những khách hàng cách chỗ này hơn chục mét đều chú ý đến tình hình ở phía này, rất nhiều người đã dừng lại. Lúc này gã đàn ông đội mũ lưỡi chai đã biến mất, thì ra gã xuất hiện chỉ là để thu hút sự chú ý của phía cảnh sát. Tiêu thụ nguyên, ông ở đâu? Tiểu trương nhìn về vị trí mà lúc nãy tiêu thụ nguyên đứng phát hiện hai người bọn họ đã biến mất, anh ta lập tức kinh hãi, mau, đi tìm tiêu thụ nguyên. Đây là khu ăn uống trên tầng 4, người ra người vào các cửa hàng rất nhiều, muốn tìm một người càng khó khăn hơn. Bên kia, trời ơi, có người nhảy lầu. Có chuyện gì vậy, tại sao lại có người nhảy lầu? Nhảy xuống rồi à, hình như vẫn còn rất trẻ. Tiểu trương vèo một phát, chạy tới lan can của tòa nhà nhìn xuống, mặc dù khoảng cách khá xa, hơn 10 mét nhưng người ngã xuống lầu không là tiểu phương cấp dưới của mình đó sao? Mắt của tiểu trương như sắp chảy máu rồi, khốn nạn. Dám tấn công cảnh sát, quá hống hách rồi. Nhưng người xung quanh nhiều như vậy, anh ta thật sự không có cách nào tốt hơn để tìm kiếm tên hung thủ. Chương 437: Mạo hiểm cứu người. Tất nhiên là rơi thẳng từ tầng 4 xuống tầng 1 thì sẽ bị thương rất nặng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tên hung thủ cực kỳ hung ác này quả thực là quá ngạo mạn rồi. Ở nơi đông người mà anh ta lại thật sự dám giết cả cảnh sát. Tại tầng 1, cái chết của anh cảnh sát mặc thường phục kia nhanh chóng được mọi người xung quanh vây kín lại. Lúc này, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng cũng đã đến. Khi Diệp Vô Phong vừa xông vào, anh liền hét lên, Bạch Tinh Đồng, cô mau lên tầng 4 xem, tình hình ở đây cứ để tôi. Bạch Tinh Đồng nói, được rồi. Sau đó cô ta chạy thẳng về hướng cầu thang, vào thời điểm quan trọng này thì đi thang bộ sẽ không cần phải chen lấn. Phó đội trưởng Bạch, mau lên đây nhanh đi. Tiểu Trương nhìn thấy Bạch Tinh Đồng vội vàng kêu lên, tiêu thụ nguyên mất tích rồi. Vụt, vừa lúc tiểu trương đang nói thì phía xa ở lan can tầng bốn thấp thoáng bóng dáng ai đó xoay người ngã xuống a à, tất cả mọi người trong quảng trường vạn đạt hét lên một tiếng kinh hãi tiểu trương chú ý quan sát sừng sốt kêu lên tiêu thụ nguyên là ông ta tiêu thụ nguyên cả người lao đao rơi xuống kinh hãi la lên a à, có người đẩy tôi xuống trời ơi tránh ra mau tránh ra diệp vô phong từ nơi mà tiêu thụ nguyên bắt đầu ngã xuống rồi tính toán điểm rơi Đồng thời bước chân nhanh chóng theo đi theo hướng mà ông ta rơi xuống, né tránh luồn lách qua những người trong đám đông. Nếu là người bình thường muốn làm chuyện này mà trong tình trạng khoảng cách hơn 6 mét, lại thêm có rất nhiều người khác xung quanh, việc này cơ bản là không có cách nào mà đi qua được. Tuy nhiên, với khả năng cao cường của Diệp Vô Phong vẫn không thể bắt kịp và khi chỉ còn cách khoảng 3 mét, Diệp Vô Phong đột nhiên lao đến nghiêng người nhảy lướt qua đầu vài người, cả người nhảy lên nắm lấy tiêu thụ nguyên đang rơi xuống. Wow. Ở tầng trên tầng dưới, hàng trăm con người cùng nhau ngước nhìn rồi cảm thán, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lúc Diệp vô phong đi cứu người. Tiểu Trương hai tay nắm lấy lan can, cùng mọi người xem cảnh tượng ly kỳ này mà há hốc mồm đứng sững tại chỗ. Đang ở tầng 4, cho dù anh ta muốn giúp cũng không thể giúp gì được. Diệp vô phong đã tính toán rất chính xác, sau khi anh nhảy lên thì vừa vặn nắm lấy tay của tiêu thụ nguyên ở phía dưới, rồi sau đó cả hai tay anh đã nắm thật chặt cánh tay của tiêu thụ nguyên, Diệp Vô Phong dùng sức kéo ông ta lên cao rồi thuận lợi ôm chặt eo của Tiêu Thụ Nguyên, dựa vào sức mạnh của quán tính tương ứng giữa họ rồi xoay người 60 độ và rồi Diệp Vô Phong thành công đặt hai chân của mình xuống đất. Nhanh như tia chớp, hai chân của Diệp Vô Phong lúc sau cũng chạm đất, đồng thời sức lực của họ hoàn toàn bị suy giảm, bọn họ lăn lộn một vòng tầm hơn 3 mét, thân thể Diệp Vô Phong đã đứng lên nhanh như chiếc lò xo, trên tay anh thậm chí vẫn còn đang ôm eo Tiêu Thụ Nguyên. Tốt rồi, anh ấy giỏi quá. Chà, đúng là vị cứu tinh của nhân loại. Một con người anh dũng thật sự. Quả thật là con người tài giỏi, mạnh mẽ mà. Xung quanh tầng lầu, đâu đâu cũng là tiếng cảm thán cùng sự ngưỡng mộ dành cho Diệp Vô Phong. Đoàn, đột nhiên có tiếng súng vang lên. Diệp Vô Phong vừa mới đứng vững ôm tiêu thụ nguyên thì đột nhiên chuyển người sang phải nhưng vẫn ôm tiêu thụ nguyên không buông. Vù, viên đạn rơi xuống ngay chỗ của tiêu thụ nguyên vừa mới đứng. Diệp vô phong không cần ngẩng đầu lên cũng biết rằng trên tầng 4 có tay súng đang cố nhắm vào ông ta. Mặc dù trong một hoàn cảnh ồn ào phức tạp như vậy nhưng khả năng quan sát nhạy bén của Diệp vô phong đã cứu chính anh và tiêu thụ nguyên một mạng. Tránh được phát súng đầu tiên thì Diệp vô phong cũng đã sẵn sàng để tránh phát súng thứ hai. Lúc này, tiêu thụ nguyên vẫn còn đang ngơ ngác, đang không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mình chết rồi sao? Tại sao lại có người ôm mình? có phải Tiểu Cúc không? Cô ấy lại có thể sẵn sàng chết với mình ư? Nhưng sức ôm của Tiểu Cúc có thể lớn đến như vậy sao? Sao cô ấy có thể ôm mình đi một cách nhẹ nhàng như vậy được? Vèo, Diệp vô phong lại kéo ông ta sang ngang khoảng 3 mét. Bùm, lại thêm phát súng nữa. Viên đạn một lần nữa rơi trúng nơi tiêu thụ nguyên vừa mới đứng. Lần này cũng không trúng. Tiêu trương thật sự bị sốc, có một tay súng sao? sau đó anh ta đứng thẳng người ngắm súng bắn vào tay súng cách mình 6 mét kia, đồng thời dựa người vào lan can rồi ngắm chính xác mục tiêu để bắn xuống. Nhưng lúc này lại có vài người khách khác bên cạnh gã. Có vẻ như tay súng này đã cố tình kéo một vị khách trong đó làm lá chắn cho mình. Khả năng bắn súng của Tiểu Trương chỉ là mức trung bình, vì vậy anh ta thực sự không dám bắn. Trong trường hợp làm tổn thương đến vị khách kia, Tiểu Trương không thể tránh khỏi sự tự trách được. Vì vậy, tay cầm súng của tiểu Trương bắt đầu run lên. Hơn nữa, tiểu Trương vẫn muốn cố gắng tiếp cận tay súng một cách nhanh nhất. Nhưng vấn đề là tại sao giữa anh ta và tay súng kia lại có tới nhiều người xung quanh như vậy. "Tránh ra, tôi là cảnh sát." Tiểu Trương hướng về phía tay súng mà hét lên ngạo nghễ. Phập, khi những người xung quanh giải tán đi thì tiểu Trương bị một nhát dao đâm vào lưng khiến súng bị văng ra và rồi anh ta ngã quỵ xuống đất. Lúc này anh ta mới hiểu được những cảm nhận của tiểu thường lúc trước, bây giờ sức lực của anh ta đang dần suy yếu một cách nhanh chóng. Súng của anh ta đã bị rơi mất, anh ta vất vả muốn tìm kiếm, súng của tôi. Nhưng ở trước mặt anh, tất cả những gì anh ta nhìn thấy đều là bước chân của những người khách đang chạy tán loạn. Đoàn, tay súng kia lại bắn ra phát thứ ba. Là ở tầng 4, cũng không thể dễ dàng bắn chúng tiêu thụ nguyên và diệp vô phong đang ở giữa tầng một như thế được. Điều quan trọng nhất chính là một cao thủ siêu cấp như Diệp Vô Phong có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ thuật tuyệt vời. Hừ, Diệp Vô Phong kéo tiêu thụ nguyên trốn sau một chiếc ghế sofa lớn và di chuyển nhanh chóng để viên đạn của tay súng kia không thể xuyên qua chiếc ghế sofa được. Gã ta tiếp tục bắn, đoàn, đoàn. Bấy giờ đồng nghiệp mà Tiểu Trương đưa tới cũng chỉ còn lại một người duy nhất. Anh ta nhìn thấy Tiểu Trương bị dao đâm trúng và vội vàng cầm lấy con dao và cố gắng giải cứu cho Tiểu Trương, nhưng xung quanh không có một ai giúp anh ta được. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt dần đang mờ mịt rồi ngất lịm đi của tiểu trương mà thôi, trong lòng không tránh khỏi đau thương như bị dao cắt. Cửa bậc thang tầng 4 bỗng bị ai đó đạp đổ xuống, thì ra là bạch tinh đồng đã đến. Cô ta nhanh chóng di chuyển thân mình để tiếp cận gã bắn súng ở tầng 4. Đoàn, tay súng ở tầng 4 bị bắn vào giữa chán, người tựa vào lan can sau đó từ từ ngã xuống đất. Bạch tinh đồng lao tới và đột nhiên bị ai đó không biết là vô tình hay cố ý chặn lại. Bạch tinh đồng liền hét lên, tôi là cảnh sát, những người nào cản đường đều bị bắt. Cô ta dùng cùi trỏ hạ gục một người, xoay người thêm một cú đá khác, lại đạp một cái xuống hạ gục một tên khác nữa. Bạch tinh đồng mạnh mẽ dẫm lên hai người đã ngã xuống rồi lao về phía tay súng. Đội trưởng Bạch, mau lại đây. Anh Trương, anh ấy bị dao đâm trúng và tính mạng đang rất nguy hiểm bạch tinh đồng lo lắng nói tôi biết rồi xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi những tên giết người khác chịu trách nhiệm ám sát tiêu thụ nguyên vẫn chưa được khoanh vùng bọn họ đang lẩn trốn trong đám đông khó mà nhận ra được tình hình của bạch tinh đồng vào lúc này cũng vô cùng nguy hiểm những người khác ở vạn đạt đang rất hoảng loạn cơ bản là họ không biết nơi nào có thể an toàn vì vậy họ chỉ có thể khép nép cơ thể mình dựa vào vách tường mà thôi những người chủ cửa hàng cũng bị dọa cho khiếp vía sợ hãi co rúm lại núp sau lưng quầy bán hàng, không dám nhìn ra bên ngoài dù chỉ một chút. Ở lối đi trên tầng 4, trong vòng 10 mét, thì có đến bốn cái xác chết lần lượt rũ rượi nằm trải dài. Bạch Tinh Đồng thấy tay súng đã chết, liền nghiêm nghị quay đầu lại nhìn vào đám đông với sự cảnh giác cao độ vì khả năng kẻ giết người vẫn đang ẩn nấp trong đám đông ấy. Tiểu Trịnh, xuống tầng một ngay lập tức, bất cứ kẻ nào khả nghi, thì hãy bắn ngay tức khắc không cần trần trừ. Bạch Tinh Đồng ra lệnh, Vâng, đội trưởng Bạch, tôi sẽ để nơi này cho cô xử lý. Người tên Tiểu Trịnh là cảnh sát mặc thường phục duy nhất trong bốn người của Tiểu Trương mang đến mà không bị thương. chương 438, Định Hải Thần Trâm. Tuy nhiên, khi Tiểu Trịnh đang chuẩn bị chạy xuống tầng một bằng cầu thang thì anh ta mới phát hiện ra rằng cầu thang đã bị tắc nghẽn cả đoạn dài. Mà thang máy bên kia cũng có nhiều người đang xếp hàng chờ để đi xuống dưới. Trong đám người không tránh khỏi tiếng khóc lóc hoảng hốt không dứt, Đám đông hỗn loạn, hoàn toàn mất kiểm soát, tất cả đều rơi vào trạng thái không biết mình phải nên làm thế nào. Tiểu Trịnh gấp đến mức đứng ngồi không yên, nhưng anh ta cũng không thể làm gì được với đám người này. Đoàng, nghe thấy tiếng súng vang lên phía sau lưng, Tiểu Trịnh xoay người quay lại thì thấy Bạch Tinh Đồng đang nghiêng người tránh viên đạn, sau đó lại lao về hướng đám đông bên cạnh mình, tất nhiên là Bạch Tinh Đồng cũng không bị thương. Nhưng mặc dù Bạch Tinh Đồng có một khẩu súng trong tay, nhưng nó không phải là mối đe dọa gì lớn đối với mấy tay súng đang ẩn nấp trong đám đông kia vì chúng ẩn mình trong đám đông nên chúng biết rằng chúng đang khá an toàn vì cảnh sát sẽ không dám nổ súng ở yên đây và đừng có di chuyển diệp vô phong nói với tiêu thụ nguyên con trai của ông đã an toàn rồi hả tiêu thụ nguyên kinh ngạc vẫn chưa kịp hoàn hồn con trai tôi nó bị làm sao con trai ông đã an toàn rồi ông đứng yên ở đây và đừng có đi đâu hết nói xong Diệp Vô Phong rời khỏi ghế sofa, đi về phía đám đông. Trong góc đại sảnh tầng 1, có mấy thanh niên nhìn thấy Diệp Vô Phong nhảy lên cứu người, bọn họ ngưỡng mộ Diệp Vô Phong đến tột cùng, nhìn thấy Diệp Vô Phong đi ra không khỏi hét lớn, người hùng. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh hùng. Diệp Vô Phong thực sự bất lực trước tình huống này, bây giờ anh lại càng không muốn mình trở thành tiêu điểm của mọi chuyện. Ngộ nhỡ nếu không bắt được những kẻ giết người kia thì hậu quả thật sẽ rất khôn lường. Diệp vô phong nhanh chóng đi qua chỗ người cảnh sát mặc thường phục vừa rơi xuống từ trên tầng, anh cũng đã biết người cảnh sát ấy đã chết. Đám đông đổ xô về phía lối ra ở tầng một một cách hỗn loạn, làm sao để tìm ra kẻ sát nhân trong đám đông như vậy đây? Diệp vô phong vô cùng tức giận, nhưng anh cũng không thể giúp đỡ bạch tinh đồng đang ở tầng 4 được. Sự hỗ trợ lớn nhất mà anh có thể làm lúc này là tìm ra càng nhiều tên giết người tham gia vào cuộc ám sát hôm nay càng tốt và cũng là để an ủi cảnh sát đã hy sinh tại hiện trường anh chậm rãi đi về hướng lối ra nhưng khi cách lối ra hơn chục mét thì dừng lại quay đầu nhìn đám đông đang đổ xô ra ngoài anh không ngừng vươn tay đẩy những khách hàng chen lấn trước mặt mình ra đột nhiên ánh mắt của một khách hàng lóe lên và một con dao găm hướng về lưng của diệp vô phong định đâm xuống diệp vô phong không quay đầu lại cúi thấp xuống như có đôi mắt tinh anh ở sau lưng lúc sau anh nhẹ nhàng gập người xuống hai tay nắm lấy cánh tay phải của tên sát nhân lập tức nâng gã ta nhấc bổng qua vai kẻ sát nhân bị tấn công đến choáng váng rồi ngã xuống trước mặt Diệp Vô Phong, con dao găm đã rơi vào tay Diệp Vô Phong anh. Tiếng xì xào, không một người nào khác nhìn thấy cảnh này lại dám đi ngang qua chỗ Diệp Vô Phong. Mọi người đều cố ý tránh chỗ Diệp Vô Phong đang đứng, nên ở đây hình thành một lối đi rộng rãi. Những cô cậu thanh niên đang đứng nép bên vách tường mở to hai mắt và giơ ngón tay cái lên biểu hiện tán thưởng với Diệp Vô Phong. Có thể tận mắt chứng kiến một người thường cứu người như vậy, e rằng trên đời này sẽ không có nhiều cơ hội như thế, bởi vậy, mấy người trẻ tuổi mặc dù họ không dám tới giúp Diệp Vô Phong, nhưng đứng nét xung quanh bức tường trong quảng trường dành cho Diệp Vô Phong sự cổ vũ cùng sự tán dương hết mình. Khi Bạch Tinh Đồng lao vào đám đông, tay súng đã biến mất. Đúng, tay súng đã biến mất, vì sự chen lấn của các mọi người xung quanh, cô ta đã tạo điều kiện cho anh ta dễ dàng trốn thoát. Tất nhiên, Bạch Tinh Đồng cũng biết rằng anh ta nhất định phải có đồng phạm hỗ trợ cho việc trốn thoát của mình. Tình hình quá phức tạp, Bạch Tinh Đồng lo lắng và đã kêu gọi sự hỗ trợ của đại đội trưởng hình Liên Cương. Nhưng với số lượng khách hàng ở đây quá đông, dù có điều động thêm cảnh sát đến hiện trường thì cũng chỉ có thể hù dọa bọn hung thủ mà thôi, việc tìm ra đồng bọn của chúng trong đám đông là điều vô cùng khó khăn. Thực sự có quá nhiều người đang ở quảng trường Vạn Đạt này, phải lên đến hàng chục nghìn người. Dù cửa ra vào được thiết kế rộng rãi đến nhường nào thì vẫn khó có thể sơ tán với số lượng lớn khách ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn được. Mặc dù Bạch Tinh Đồng không tìm ra kẻ nổ súng vào mình, nhưng cô ta cũng phải thừa nhận rằng chính mình đã bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh, nếu không phải vô tình nhìn thấy họng súng của đối phương đang chĩa vào mình, thì e rằng lúc này cô đã chết thảm dưới họng súng đó rồi. Vì không tìm thấy đối phương, Bạch Tinh Đồng đã hét lên, "Mọi người chú ý, vẫn còn một tay súng khác nữa." người đó đã cướp súng của tiểu trương nên rất nguy hiểm đấy với đôi tai nhạy bén của diệp vô phong ngay cả trong hoàn cảnh hỗn loạn ồn ào như này thì anh cũng nghe thấy rõ tiếng của bạch tinh đồng đối với anh khi nghe thấy tiếng hô này đã đồng nghĩa với việc bạch tinh đồng vẫn an toàn vì vậy anh cũng rất yên tâm phần nào bỗng nhiên diệp vô phong xông vào trong đám đông kéo ra một cậu thanh niên một chân đạp anh ta ngã xuống đất cùng tên hung thủ lúc trước ngã vào chung một chỗ cậu thanh niên không có hành động chống cự mà chỉ hỏi lại anh anh đang làm gì vậy sao lại bắt tôi bụp diệp vô phong đánh anh ta bất tỉnh bằng một cú đấm nhanh gọn và dứt khoát không nói thêm vô nghĩa với anh ta ồ đẹp trai quá anh cảnh sát ơi em yêu anh anh cảnh sát anh là người hùng của em những cô cậu thanh niên trẻ tuổi đứng bên vách tường quan sát vừa hô hào vừa phấn khích nhưng chính họ cũng đang rất căng thẳng những người thanh niên này có khoảng mười mấy người bao gồm cả nam lẫn nữ chừng tuổi còn là học sinh, thật sự bọn họ đã rất giỏi khi có được sự can đảm đối diện với cuộc hỗn loạn ngày hôm nay. Đột nhiên, hai mắt Diệp Vô Phong trở nên sắc bén. Anh Bẩm Sinh đã có đôi mắt quan sát tinh tường liền nhận ra có nguy hiểm, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh nước biển đứng giữa đám đông với những biểu hiện của gã thật sự rất đáng nghi. Diệp Vô Phong vẫn giả vờ như không phát hiện ra anh ta, nên vẫn ngang nhiên đứng ở trước mặt hai người đã ngất xỉu đứng vững vàng như một cây định hải thần châm. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo khoác màu xanh nước biển ấy cũng rất tinh tường, anh ta cũng phát hiện ra rằng Diệp Vô Phong đã nhận ra chính mình, suy nghĩ một lúc, anh ta liền luồn lách đi theo đám đông đang chen lấn lên và tiếp tục đi về phía lối cửa ra ngoài và cũng đã cầm sẵn súng trong tay. Diệp Vô Phong đột nhiên đưa tay ngăn cản và cướp lấy chiếc vali của một vị khách nào đó trong đám đông. Hả, tại sao anh cảnh sát đẹp trai kia lại cướp vali của người ta? Tôi cũng không biết, hẳn là có mục đích gì chăng? Wow, đúng là người hùng của tôi. Anh ấy thật tuyệt vời. Tôi muốn kết hôn với anh ta quá nha. Anh cảnh sát, cẩn thận, kẻ giết người vẫn còn ở trong đám đông. Những thanh niên đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn tất cả sự việc này, nhưng cũng ý thức được rằng không nên dùng điện thoại di động để quay lại video. Có lẽ họ ý thức được rằng cảnh sát sẽ không muốn một đoạn video như vậy bị tung ra ngoài. Khi chỉ còn cách Diệp vô phong 5, 6 mét, Cuối cùng tay súng cũng không nhịn được nữa. Bỗng nhiên anh ta rút súng ra và bắn về phía Diệp Vô Phong. Đây là một đám người đông đúc, tay súng sẽ nhắm vào cả những người vô tội xung quanh nữa. Đúng lúc này, chiếc vali trong tay Diệp Vô Phong đã phát huy tác dụng, anh ta đột nhiên nâng chiếc vali trước mặt lên, lấy đà rồi ném thẳng về phía tay súng. Bang bang, bộp bộp, vali trong tay Diệp Vô Phong thực sự có chức năng như một tấm chắn. Sau khi bị ném trúng, Hiển nhiên có một số quần áo trong vali bị rơi ra. Wow, anh cảnh sát, anh ấy đẹp trai quá. Wow, anh cảnh sát, thật ngầu quá. Các cô cậu thanh niên vô cùng hoảng sợ, nhưng lại vỗ tay rầm rầm và vô cùng ngưỡng mộ. Khi được tận mắt chứng kiến một trận đấu súng thực sự ở ngoài đời như thế này. Anh cảnh sát này quả thật là một con người can đảm và tài giỏi mà. Vị khách mà bị cướp vali kia cũng là một cậu thanh niên, lúc này anh ta đang ở phía sau diệp vô phong khi bị Diệp Vô Phong cướp vali thì anh ta đã vô cùng tức giận, không biết tại sao Diệp Vô Phong lại muốn cướp của mình, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vô Phong dùng vali của mình làm lá chắn cản tay súng kia, thì người thanh niên này liền quay đầu lại vội vàng chạy ra cửa. Vali ư, không quan trọng nữa rồi, chương 439, không cần nương tay. Phần Phật, đám người đột nhiên trở nên hỗn loạn, rất nhiều người nằm bò hẳn lên trên mặt đất run lẩy bẩy, có người còn liều mạng dẫm lên người nằm trên mặt đất, lảo đảo lao về phía cửa. Trái ngược lại với bọn họ, Diệp vô phong và tay súng kia trực tiếp nhàn rỗi đi ra. Diệp vô phong bộ dáng giống như một con báo, sơ hộp tay hãm, nhanh chóng áp sát tay súng. Đột nhiên, khi tiếp cận tay súng 3 mét, Diệp vô phong bất ngờ đập chiếc hộp tay hãm vào tay súng mặc áo khoác đi qua. Cùng lúc đó, thân pháp của Diệp vô phong thay đổi, đi một con đường hình chữ S không theo quy tắc, dùng thân pháp hết sức kỳ lạ, anh tiếp tục tiếp cận tay súng a à, tay súng áo lông màu xanh pha hồng kia có lẽ lúc đó não của anh ta đã bị rớt anh ta chỉ lo nhắm bắn diệp vô phong mà không nghĩ đến việc bắt con tin anh ta nhìn thấy chiếc hộp tay hãm bị đập vỡ tay súng vô thức ẩn tránh ý thức trở nên hỗn loạn diệp vô phong đã tới gần trước mắt tuy trong tay anh ta có súng cảnh sát nhưng lại không có đạn bỏ trốn ư khi người cầm súng nảy ra ý tưởng này anh ta liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại đầu óc trở nên chấn động và không còn cảm giác nữa chà người thứ ba rồi rất đẹp trai mạnh mẽ quá đây mới chính là anh hùng thực sự tôi nhất định phải cưới anh ấy một lát nữa tôi sẽ xin tài khoản wechat của anh ấy cái gì cơ thế tôi làm bạn trai của em được không anh á còn quá kém xa hả em cũng quá nhẫn tâm rồi đấy diệp vô phong kéo tay súng đang bất tỉnh và chất anh ta vào cùng với hai tên khác Khẩu súng đã nằm trong tay Diệp Vô Phong, anh nghiêm nghị tiếp tục nhìn đám đông đang chạy ra cửa với vẻ kinh ngạc. Hình Liên Cương cùng với nhóm đại đội người và ngựa đã xuất hiện bên ngoài quảng trường Vạn Đạt. "Nhanh lên, đội 1, phòng thủ, đội 2, xông vào với tôi, chú ý an toàn, chú ý bảo vệ mọi người." Hình Liên Cương rút súng lục ra và nhìn đám đông đang đi ra, cũng bị đả kích không nhỏ, tình hình quá hỗn loạn. "Mau, làm mọi cách để xông vào hỗ trợ đội Bạch." Hình liên cương tiếp tục ra lệnh, cảnh sát đã ập đến cổng rồi, nhưng lao vào chống lại đám đông thực sự rất khó khăn. Gió, nhóm cảnh sát dùng hết sức lực và tiến vào bên trong. Đối mặt với đám đông đang hoảng loạn, hình liên cương không thể làm gì hơn, chỉ có thể cử một cảnh sát viên cầm chiếc loa công suất lớn hét lên, đừng hoảng sợ. Cảnh sát của chúng tôi đã kiểm soát được tình hình, xin đừng hoảng sợ, cảnh sát của chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người xin hãy đứng yên tại chỗ và hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, đám đông tràn ra từ bên trong quảng trường vạn đạt hoàn toàn không thể kiểm soát được và họ vẫn tiếp tục tràn ra ngoài. Đặc biệt là những người già và trẻ em, một số người còn bị ép xuống đất, dẫm chết, nhưng đám đông đang hoảng sợ kia có ai quan tâm đến điều này. Sau công tác thống kê, đã có 13 người bị dẫm đạp đến chết, trong đó có cả trẻ em. Xe cấp cứu đến nhưng các nhân viên y tế không kịp lao vào giải cứu người dân. Do đó, thời gian giải cứu cũng bị lùi lại. 5 phút sau, Hình Liên Cương cuối cùng cũng chen được vào. Khi nhìn thấy Diệp Vô Phong trong hội trường và một vài tên tội phạm dưới chân anh, Hình Liên Cương biết rằng Bạch Tinh Đồng chắc chắn đã đưa Diệp Vô Phong đến. "Diệp Vô Phong, cảm ơn." Hình Liên Cương bước nhanh tới. Diệp Vô Phong nhìn thấy phía sau có đông đảo cảnh sát đang bước vào quảng trường vạn đạt, anh gật đầu, "Đại đội trưởng Hình, tôi sẽ giao lại ở đây cho anh." bắt đầu cứu hộ ngay lập tức cảnh giác bọn họ hình liên cương vội vàng ra lệnh nếu gặp bất kỳ phần tử khả nghi nào thì cứ bắn không cần nể nang đã có vài người cảnh sát hy sinh và hình liên cương không thể quan tâm đến bất kỳ kỷ luật nào nữa chỉ cần cấp dưới của anh ta an toàn bọn tội phạm đều chết điều đó không thành vấn đề anh ta liên tục ra lệnh yêu cầu cảnh sát cấp dưới không cần lo lắng về bất kỳ kỷ luật nào chỉ cần có thể kiểm soát được tình hình có thể dùng bất cứ phương tiện hữu ích nào Nói cách khác, để đạt được mục tiêu, không từ bất cứ thủ đoạn nào 5 phút sau, hình liên sao 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 đến tầng 4 Cả thang bộ và thang máy đều đã được cảnh sát kiểm soát Và nhiều cảnh sát đang kiểm soát đám đông ở quảng trường vạn đạt để sơ tán một cách có trật tự Tình hình thế nào, hình liên cương đến trước mặt Bạch Tinh Đồng Bạch Tinh Đồng đã cất súng đi, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng Chúng ta đã hy sinh 3 người lính Đại đội trưởng hình dù thế nào thì chúng ta cũng phải tìm ra những kẻ giết người đó. Hình Liên Cương gật đầu và hét vào bộ đàm, làm tất cả những gì có thể để tìm ra kẻ sát nhân. "Các đồng chí, giải cứu anh em của chúng ta ngay lập tức. Kiểm soát tất cả các lối ra ngay lập tức, đảm bảo để mọi người sơ tán an toàn, đồng thời, đừng bỏ qua bất kỳ phần tử đáng ngờ nào. Tôi cho phép mọi người bắn bất kỳ tên tội phạm nào đe dọa tính mạng và sự an toàn của mình. Không cần nương tay." Thực ra Hình Liên Cương chỉ ra lệnh như vậy, nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, anh ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sự tức giận của Hình Liên Cương đã đạt đến giới hạn khi ba người anh em của anh ta đã chết. Là một chỉ huy, anh ta không thể chú ý đến việc thực thi pháp luật và kỷ luật. Sau nửa giờ, tâm trạng quần chúng đã ổn định trở lại và hoàn toàn kiểm soát được tình hình, lực lượng cảnh sát phòng kỹ thuật điều tra đã khống chế toàn bộ phòng theo dõi, tìm manh mối tội phạm có liên quan. Tâm trạng của Bạch Tinh Đồng có chút suy sụp, đại đội trưởng Hình đều do tôi không tốt, hại chết ba anh em. Nói tới đây, giọt nước mắt đọng trên đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tinh Đồng, lã trả trực chờ khóc. Hình Liên Cương lắc đầu, phó đội trưởng Bạch, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Mau xử lý hiện trường đi, nhanh lên, giúp tôi chỉ đạo. Vâng, Bạch Tinh Đồng gạt nước mắt và tiếp tục giúp Hình Liên Cương xử lý hiện trường. Sau 10 phút nữa, việc thu dọn hiện trường cơ bản hoàn thành. Cảnh sát bắt đầu điều tra những manh mối còn lại. Diệp Vô Phong đâu? Bạch Tinh Đồng nhìn quanh. Có vẻ như anh ấy đã rời đi rồi. Một cảnh sát trẻ trả lời. Không chỉ có cô ta không nhận ra Diệp Vô Phong rời đi lúc nào, mặc dù là một người trẻ một mực hâm mộ Diệp Vô Phong cũng bởi vì rất đông cảnh sát đi vào và cô ta cũng không để ý Diệp Vô Phong rời đi lúc nào. Chúa ơi, anh cảnh sát mặc thường phục đó là thần tượng của tôi trong cuộc đời này. Tôi sẽ mơ thấy anh ấy trong mơ anh ấy là hoàng tử quyến rũ của tôi một cô gái với đôi mắt si mê thở dài được rồi người ta đi rồi đừng có ngốc người con trai bên cạnh mệt mỏi nhắc nhở anh thì biết cái gì anh ấy là hoàng tử quyến rũ của tôi tôi nhất định phải lấy anh ấy cho dù anh ấy kết hôn tôi cũng sẽ kết hôn cô gái vẫn đắm chìm trong mộng tưởng của mình này người ta chắc chắn đã kết hôn rồi một người đàn ông tốt như vậy đã được cô gái tốt nhắm đến từ lâu rồi rõ ràng là càng trai có ấn tượng tốt về cô gái và cố gắng phá vỡ ảo tưởng của cô ấy. Anh nói nhảm gì vậy? Tôi không tốt sao? Sau này nhất định phải thật tốt, tôi phải xứng với anh ấy. Cô gái có vẻ rất kiên định. Lại là một đêm không ngủ nữa, Bạch Tinh Đồng bận đến 6 giờ sáng mới hoàn thành xong mọi việc. Cô ta mệt lạ, muốn về ký túc xá ngủ một lát, nhưng khi quay lại xe lấy quần áo thì cô ta thực sự đã ngủ trong xe. chương 440, chuyện vui. Trong một căn phòng nào đó ở cục công an, Tiêu Thụ Nguyên và con trai cuối cùng đã gặp nhau. Bố, bố, bố có sao không? Tiêu Đăng Phong nhớ lại cảnh nguy hiểm mà mình đã trải qua trước đây, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Anh ta không kìm chế được bước tới nắm lấy tay ông ta, đây lại là lần đầu tiên không nỡ buông tay. Thật ra, tên nhóc khốn nạn Tiêu Đăng Phong này cũng chọc tức Tiêu Thụ Nguyên không ít, tiêu thụ nguyên mặc dù còn đang hoảng hồn chưa bình tĩnh được nhưng vẫn lạnh lùng nhìn tiêu đăng phong, sao con lại ở đây? Tiêu đăng phong nắm chắc tay bố mình, bố, hôm nay con được cảnh sát bảo vệ. Nghe nói là do bố đã làm liên lụy đến con, suýt chút nữa đã bị người đâm. Hả, mặc dù tiêu thụ nguyên rất thất vọng với con trai mình, nhưng khi nghe tin con trai suýt bị tai nạn, mặc dù vẫn còn bàng hoàng, nhưng không khỏi quan tâm hỏi con trai, con, là ai muốn giết con? con làm thế nào mà trốn thoát được tiêu đăng phong đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên bố con xin lỗi phù lần đầu tiên tiêu đăng phong quỳ lại bố mình con trai bất hiếu trước giờ luôn khiến bố tức giận bố tuyệt đối đừng để bụng con xin nhận lỗi với bố con trai ngốc mau đứng dậy tình thương của bố dâng trào trong tiêu thụ nguyên ông ta nắm tay con trai người làm bố như bố sao lại oán hận con mình được vâng bố tiêu đăng phong bật khóc bố lần này con trải qua sinh tử con muốn cảm ơn cảnh sát đã bảo vệ con nhưng thật ra điều con nên cảm ơn chính là bố đã nuôi dưỡng nên con bố bố hãy thông cảm cho con trai của bố tiêu thụ nguyên không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột của con trai mình trong một thời gian nói được rồi đừng diễn kịch với bố nữa tiêu đăng phong nói bố con thực sự rất thành khẩn và thành thật xin lỗi bố chỉ cần con còn sống bố sẽ nhìn thấy hành động của con sau này con hứa rằng con sẽ chăm chỉ học tập và sẽ không để bố phải lo lắng nữa được rồi con trai bố tin con nhưng con hãy đứng lên đi dù sao tiêu thụ nguyên vẫn rất yêu con trai này nói cho bố biết con đã xảy ra chuyện gì có phải bị hù hỏa rồi không tiêu đăng phong nói về những gì đã xảy ra với anh ta tiêu thụ nguyên thở dài chúng ta đã đắc tội với âu dương lôi rồi có thể con không thể ngờ rằng đến cả con ông ta cũng không buông tha những gì mà bố đã trải qua đến nay còn nguy hiểm hơn con. Ông ta kể về trải nghiệm của bản thân, đặc biệt là khi bị đẩy xuống từ tầng 4. Tâm trạng của Tiêu Đăng Phong không bình tĩnh được, ngay lập tức ôm chặt ông ta, bố. Tiêu Thụ Nguyên vỗ nhẹ vào lưng anh ta, thằng nhóc ngớ ngẩn, không phải là bố vẫn đang khỏe mạnh sao. Lúc đó bố đã được cứu rồi, đó là một cao thủ thực sự và tên của anh ta là Diệp Vô Phong. Mặc dù lúc đó bố đang ở trong tình trạng hỗn loạn, nhưng anh ta từ trong đám người chạy đến và nhảy dựng lên bắt lấy bố dùng chính mình làm đệm ôm bố lăn ra mấy mét đời này bố không cách nào cảm ơn người ta hết được con nhìn xem bố ói đúng không không một chút gì xước sát nào tiêu đăng phong gật đầu liên tục đúng bố đúng là bố không bị thương tiêu thụ nguyên thở dài hai bố không có bị thương còn phải cảm ơn diệp vô phong nếu không có anh ta e là bố đã trở thành người thực vật hoặc là đã chết Tiêu Đăng Phong tiếp tục gật đầu, ừ, Diệp Vô Phong là ân nhân của chúng ta. Con nhất định phải tìm cách cảm ơn anh ta. Tiêu Thụ Nguyên nói, hôm nay, ba cảnh sát đã hy sinh ở quảng trường Vạn Đạt. Trong lòng bố khó có thể nhắc đến điều này. Chỉ tại bố đã không nhận thức được tình hình nguy hiểm làm cho cảnh sát phải chịu tổn thất lớn như vậy. Đăng Phong à, con đã trưởng thành rồi. Khi về già, con vẫn phải học cách nghĩ nhiều hơn cho người khác. Con thử nghĩ xem, Chẳng phải những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ hôm nay, vợ, ba mẹ và con cái họ cũng mong họ đến trở về nhà sao. Đúng, bố ạ, à, đúng. Con hiểu, tiêu đăng phong tiếp tục bật khóc, con thực sự biết mình đã sai. Sau này con sẽ học hỏi ở bố và trở thành người có ích cho đất nước. Tiêu thụ nguyên ôm con trai, con có thể tiến bộ như này, đó là điều bố hài lòng nhất. Tình cảm bố cần thật hòa thuận vui vẻ. Nếu Diệp Vô Phong biết được hành động hôm nay của mình đã cứu vãn mối quan hệ bố con, anh nhất định sẽ cảm thấy rất tự hào. Thật sự cảnh sát đã bảo vệ các thành viên của hai ủy ban đấu thầu khác và gia đình của họ. May mắn là bên kia không có xảy ra tình huống khốc liệt như vậy, nhưng họ cũng bị tấn công ở các mức độ khác nhau. Vì vậy, Hình Liên Cương bị choáng ngợp, còn Lạc Viễn Trinh cũng cực kỳ uất ức. Nhưng Diệp Vô Phong lại nhàn rỗi, chỉ cần vấn đề của cảnh sát không liên quan đến Bạch Tinh Đồng thì không liên quan gì đến anh. Trên thực tế, anh cũng không phải là sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát xử lý các vụ án, nếu không thì tại sao không trở thành một cảnh sát. Điều mà anh biết rõ hơn đó chính là anh đã sắp xếp để đường trảm bắt vài thành viên khác trong ủy ban đấu thầu và gia đình bọn họ, cho nên cảnh sát cũng không gặp nhiều chuyện lớn, hơn nữa là nhờ có đường trảm xử lý ổn thỏa. Diệp vô phong chán nản nghĩ, giờ mình gần như có thể trở thành cảnh sát trưởng của Phụng Thiên rồi. Tất cả những việc nhức đầu đều được anh bí mật xử lý. Anh sao vậy? Lâm Thư Âm tắm xong lộ ra vẻ quyến rũ lòng người, cô dựa sát vào anh, trái tim Diệp Vô Phong lập tức mềm nhũn. Đặt Lâm Thư Âm vào trong ngực mình, Diệp Vô Phong lắc đầu, không sao, anh chỉ là đang ngẩn người. Không phải là Bạch Tinh đồng tới tìm anh sao? Anh đi ra ngoài với cô ấy lâu như vậy, chẳng lẽ lại không xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thư Âm nhẹ nhàng xoa mặt Diệp Vô Phong, giọng điệu chất vấn diệp vô phong bóp chặt khuôn mặt của cô em muốn bọn anh xảy ra chuyện gì muốn anh tiếp nhận cô ấy sao cho cô ấy làm vợ bé của anh này anh dám lâm thư âm nheo đôi mắt đẹp không khỏi mỉm cười diệp vô phong nhanh chóng đầu hàng không dám vợ à anh chỉ muốn cùng em già đi anh thật sự không muốn có vợ bé nữa tay của lâm thư âm đặt ở trên cái eo mềm mại của cô vậy mà anh còn dám nói nhận cô ấy làm vợ bé ờ anh chỉ nói đùa với em thôi, anh nào dám làm thật. Diệp vô phong mặt dày nói. Tay của Lâm Thư Âm buông ra ngay lập tức, ngay khi Diệp vô phong nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa, Lâm Thư Âm đột nhiên nhìn chầm chầm vào mắt anh, Diệp vô phong, thực ra em biết Bạch Tinh Đồng thích anh. Còn anh cũng không buông bỏ cô ấy được. Hả, Diệp vô phong hơi sững sờ, ý của em là. Thực ra, cô ấy cũng là một cô gái tốt, cô ấy không có mưu mô gì, cô ấy chỉ biết làm việc chăm chỉ thậm chí, rất khó để tìm được người ưng ý lấy mình, vì công việc của cô ấy quá thất thường và không có người đàn ông nào có thể chấp nhận cô ấy. Đồng thời, cô ấy cũng khinh thường những người đàn ông tầm thường đó. Ánh mắt Lâm Thư Âm tràn đầy vẻ xa xôi, nói đến bản thân của mình quả thật rất thấu hiểu. "Ồ, Diệp Vô Phong không bình luận." Lâm Thư Âm nói, "Thực ra hai bọn em đã từng nói đùa rằng chúng em sẽ kết hôn với cùng một người đàn ông trong tương lai, nhưng luật hôn nhân không cho phép điều đó." Nếu Bạch Tinh Đồng bằng lòng, anh có thể chăm sóc cô ấy nhiều hơn, dù đó là về công việc hay trong cuộc sống của cô ấy, bao gồm cả. Anh biết đấy. Anh biết gì? Diệp Vô Phong không có dũng khí nói rằng anh đã có quan hệ thân thiết với Bạch Tinh Đồng. Khi đối mặt với Lâm Thư Âm, anh luôn cảm thấy mình nợ cô, sợ cô sẽ không vui. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 440.